Sáng hôm sau, Gu Yang thức giấc trong một căn phòng xa lạ. Mình đang ở đâu đây? Ai thế? Ôi trời ơi, là cha Ki Ung Du, anh ấy đang ở cạnh mình. Là mình đang mơ à? Anh ấy là thật nè, còn đang thở nữa, vừa nói vừa sờ cha Ki Ung Du, rồi rút rút, rụi rụi vào người anh. Mà không biết Ki Ung Du đang cố nhịn cười mặc cho mình làm loạn, rồi đột nhiên cha Ki Ung Du lôi Gu Yang vào lòng mà ôm hôn. Anh đã dậy rồi à? Em cứ sờ anh thế thì sao mà không tỉnh được? Rồi Ki Ung Du cưng chiều nhìn Gu Yang vì em nên anh chuyển tới căn nhà cạnh em đúng không? Ừ. Anh phải mua nó với giá gấp đôi á, gấp đôi tiền á, ư ừ, với điều kiện là người trong nhà đó phải rời đi luôn. Ôi chao, cha ki ung du vì em mà anh làm vậy sao? Yêu anh quá cơ, chào mừng anh đến New York. Nô đùa xong thì Kiung ung du chuẩn bị đi làm, gu Yang bỗng xuất hiện phía sau, vẫy vẫy, muốn thắt cả vạt cho ki ung du. Ki ung du cũng cưng chiều mà duỗi chân thấp xuống cho gu Yang lên mà thắt dùng mình, em thắt cả vạt cho anh mỗi tuần thế nghĩa là anh là của em rồi nhé đeo cái này là ký hiệu ta đa xong rồi nè giờ anh đi làm được rồi đó đây là hôm đầu anh đến văn phòng đấy đeo như này mà đi à Ki ung du ba phần bất lực bảy phần cương triều hỏi guiang em biết thế này trông điên điên nhưng như thế thì mấy người mỹ kia sẽ không để ý đến anh nữa vì bạn trai em dù có mặc đồ rách dưới thì vẫn tỏa sáng mà thấy người yêu mình đáng yêu như vậy Ki ung du bế guiang để lên cạnh tủ mà nói người yêu anh thấy anh đẹp trai như vậy anh cảm thấy rất vui đó. Vâng cha Ki Ung Du cực kỳ đẹp trai á, vừa nói vừa ôm cổ Ki Ung Du. Buổi chiều, Gu Yang đang thần thơ suy nghĩ, chuyện hôm trước say rượu rồi khóc lóc, giờ lại như không có chuyện gì xảy ra, bây giờ thì phải giải quyết chuyện trước mắt đã. Đối diện Gu Yang, Liam cứ thao thao bất tuyệt, tất cả tài liệu thực tập ở công ty luật đã chuẩn bị xong rồi đây, giờ em chỉ cần ký tên vào là xong. Ừm, ừm, cảm ơn anh nha, khoan đã, em nghĩ kỹ lại đi, Tôi biết em đi thực tập vì không muốn quay về Hàn, nhưng đằng nào cũng sẽ phải đi làm chính thức và nếu em vừa học vừa làm. Như thế sẽ có ích cho sự nghiệp của em. Không muốn nghe Liam lãm nhãm nữa, Gu Yang liền gửi tặng chữ phúc kêu lên tay của Liam, mà trả lời, tôi không làm thế vì không thích đâu. Nên là anh đừng có lầu nhau nữa, nhóc con mà đòi dạy đời, vừa nói vừa ký lên hợp đồng, đây, anh mà giao nhiều việc cho tôi là tôi giết anh đấy. Vừa nói vừa lườm Liam, bực mình trả lời, nếu em làm tốt thì sẽ xong việc nhanh thôi. Mà không biết tí gì về luật pháp như em thì biết làm gì chứ. Này tôi là Yun Guiang đó. Tôi đã không làm gì thì thôi chứ. Đã làm là phải tốt nhé. Còn có thể khiến đám luật sư giỏi kia lệ rơi đầy mặt đấy. Vừa nói xong thấy có tin nhắn tới. Guiang liền chụp lấy điện thoại. Mặc kệ Liam đang tức sôi máu. Giật lại tập hồ sơ. Xem chừng tôi mới là người phải rơi nước mắt đây này. Cậu mau luận đi. Liam tức đến run tay mà nghĩ. Mình sao lại mắc bẫy tên nhóc này nữa rồi. Quay lại với cặp đôi đang sống chung của chúng ta, Gu -yang và Ki Du đang vô cùng hạnh phúc với người bạn đời của mình. Họ luôn hòa hợp với nhau trên mọi phương diện, cơ thể vật lý, pheromone và lẫn cả sở thích. Tối đến, Ki Ung Du đang nấu ăn thì nghe tiếng của Gu -yang thét lên. Cha Ki Ung Du, cái gì đây hả? Em đã bảo đừng cắn rồi mà người ta nhìn thấy sẽ nghĩ gì đây hả? Bị cha hỏi như vậy, Ki Ung Du liền dỗ ngọt Gu -yang với gương mặt đầy hãnh diện. Có thể nghĩ gì chứ? Họ sẽ nghĩ là bạn trai em quá tuyệt vời nên em không thể sống thiếu anh ta được. Gu Yang đứng nghe anh nói mà lộ ra nụ cười tinh danh, chuyển cảnh vào một buổi sáng tuyệt vời. Gu Yang nhà ta đang bắt đầu công việc của mình, cái này nghĩa là gì nhỉ? Đang không biết giải quyết như thế nào thì ba của Gu Yang gọi đến. Vâng ba à, con đang trong kỳ nghỉ hạ, con quyết định đi thực tập ở công ty luật rồi, nên là con không về Hàn Âu. Vâng con biết rồi khi nào có thời gian thì con về, cha đừng lo ạ, à, con không ở nhà ba cũng đừng làm việc quá sức nhé con sẽ cố gắng làm việc thật nhiều tiền mà ba à. Ba có biết em ôi trời ngài Iun đúng là giỏi quá mà, xin ngài chỉ bảo con đi, và thế là nhờ sự giúp đỡ của ba ba, Gu Yang đã hoàn thành xong công việc. Chuyển cảnh ở trụ sở công ty chi nhánh ở Mỹ, Ki Ung Ju đang đứng đợi thang máy thì thư ký Biun lại chào hỏi, phó chủ tịch à không bây giờ anh là giám đốc chi nhánh mới đúng. Thư ký Biun à, chuyến bay này cậu cũng mệt rồi nhỉ, nên là hôm nay cậu nghỉ ngơi đi, thế tôi nên làm gì khi nghỉ ngơi nhỉ? tôi định đến tham quan chi nhánh ở mỹ thư ký biun này cậu đúng là người cuồng công việc thì cũng nhờ phước của anh đó phước gì cơ không có gì mình đi thôi ạ à? phó chủ tịch khúc này thư ký biun ngẫn người ra chua cũng bước vào thang máy tôi cũng không ngờ là cậu làm xong việc ở trụ sở chính nhanh thế đâu thư ký biun giỏi thật à vâng tôi không thể để anh đến mỹ một mình được tôi có phải trẻ con đâu thư ký bin không trả lời mà thầm nguyền rủa không có tôi anh định mang bộ dạng này đến mỹ làm việc à hay quá nhỉ, sao anh có đi chết đi, thì ra thư ký Biun thấy được những ký hiệu riêng của Gu Yang trên người Ki Ung Ju. Gu Yang vừa đi thực tập về thấy Ki Ung Ju đang chuẩn bị bàn ăn liền hỏi, anh uống rượu hả? Em cũng uống nữa được không ạ? Ừ mình cùng uống đi, hay quá thế thì để em đi tắm rồi thay đồ đã. Đợi em đấy, anh đừng một mình nhé. Sao em ấy vui thế nhỉ? Nói rồi đi đến dọn dẹp túi đồ của Gu Yang thì thấy túi đồ bị dính đầy pheromone của người lạ. Trong lúc uồn rượu với Gu Yang, Kyung ung ju hỏi mấy ngày nay pheromone của em thế nào? Hùng, lúc trước khi tiếp xúc với pheromone của người khác, em thấy rất tệ. Giờ thì không bị nữa. Em có thể phân biệt được khi tâm trạng của người đó tốt hay xấu, hay người đó muốn tán tỉnh hoặc muốn đánh nhau. Vậy, đối với pheromone của chính mình thì sao? Nghe tới đây Guiang ăn ủ rũ. Chưa ạ, à, em không chắc nữa. Đột nhiên nhớ đến gì đó. Quay qua nhìn Ki-ung-ju. À thích trong lúc đấy thì em lại có thê. Lúc đấy em có thể cảm nhận được pheromone của anh với em thế cho đến khi em thành bậc thầy pheromone. Chúng ta phải tập luyện thôi nhỉ, tập luyện pheromone, đúng rồi, chúng ta đi tập luyện thôi, thế là hai người liền có một buổi luyện tập đầy căng thẳng, sáng hôm sau. Gu lết cái thân tàn ma dại mà đi làm, Gu em xong sớm hơn anh nghĩ đấy, thay Gu như vậy Liam có hơi giật mình, vì làm việc mà em thành ra như vậy à. Gì thế, em ngâm trong bể pheromone đấy hả, mùi này không phải pheromone thì lsf gì, nói vậy là em không ngửi thấy à mùi cha ki ung du nặng thế rất mùi luôn vừa nói liam vừa lấy tay che mũi mùi thì che mũi anh lại đi trên người tôi có dính mùi pheromone của cha ki ung du nhiều lắm à nhiều rất nhiều cả người đều có em đi đâu mà nói tôi là cha ki ung du thì người ta cũng tin đấy cho dù là đánh dấu thì cũng có chút hơi quá mức thì ra là thế dạo này nhàn chán quá nên hay bị hưng phấn ý mà hưng phấn bộ chỗ em ở là vương quốc động vật à chuyển cảnh ki ung du và gu đang ăn tối cùng nhau vừa ăn Guiang vừa nghĩ về cuộc trò chuyện của Liam đồ em đưa tôi nhận được rồi nên là em về đi em không phiền với pheromone đấy nhưng đối với alpha khác thì sẽ cảm thấy bị đe dọa và khó chịu lắm thấy có chuyện khuất mắt Guiang liền nghĩ nhưng mà chính xác thì đánh dấu là gì thế tôi biết việc truyền pheromone vào người là đánh dấu nhưng nghĩa là sao Liam liền lùi về sau né tránh pheromone trên người Guiang Hả gì cơ tên đó chưa giải thích cho em nghe nè thấy thế Guiang liền dở trò mè nheo Liam liền bị khuất phục mà ngồi ngay ngắn giải thích giống như động vật giống được thì chúng có bản năng bảo vệ bạn đời của mình cũng có thể nói là đối với alpha trội thì bản năng đó cực kỳ cực kỳ mạnh mẽ nó giống như kiểu cha ung du muốn nói yun guiang là omega của tôi và nếu động vào thít phải nhận lấy cái chết để cảnh báo alpha khác về điều đó alpha sẽ truyền pheromone vào bạn đời của mình và những alpha khác sẽ có cảm giác bị đe dọa vì thế nếu đánh dấu khi yêu nhau mà chưa kết hôn thì không ổn cho lắm nghe đến hai chữ kết hôn uiang liền kích động kết hôn với cha Kiung Du, tôi với cha Kiung Du sao? Tôi muốn tôi muốn kết hôn với cha Kiung Du. Tôi phải làm gì để cưới cha Kiung Du đây? Làm thế này nhỉ? Đột nhiên Gu nhìn Liam, được rồi, người bạn ạ. À. Cho tôi mượn pheromone của anh đi, hả tại sao? Em định làm gì? Và thế là kế hoạch làm cho Kiung Du ghen bắt đầu. Pheromone của Liam dính trên người mình rồi, cha Ki ung Du chắc là sẽ ghen nhỉ? U à, vừa nghe Ki ung Du gọi mình Gu liền kích động. Sao ạ? À? anh ngửi thấy mùi gì à? Mình phải làm cha Kiungju ung du sốt ruột mới được, mình không được mất kiên nhẫn, sao thế cha Kiungju? ung du? Nhân tiện có chuyện này muốn hoi, em là Omega của anh đúng không và cha Kiungju ung du là Alpha của em nhỉ, không chịu được sự quyến rũ này. Ki ung du liền vật Guiang ra ngay bàn ăn làm văng cả chai tương cả, vũng màu đỏ khiến Ki ung du lo sợ mà dừng lại, hôm nay anh có chút việc, anh đi trước nhé. Và rời đi, chuyển cảnh Ki ung du đã hẹn gặp Liam, đấy chỉ là hiểu lầm thôi, không phải tôi đâu là Gu Yang đã tự mình làm để khiến anh ghen nấy. Chúng tôi chỉ ở nơi công cộng vô cùng trong sáng. Tôi đoán lá Gu Yang đã không nói chuyện đó. Em ấy đang thực tập ở chỗ bố tôi, chưa kịp dứt cầu. Khi ung du cắt lời, tôi biết chuyện đó rồi. Anh biết rồi còn gọi tôi ra làm gì. Đêm hôm thế này, việc yêu đương giữa hai người thì hai người phải tự giải quyết chứ nhỉ. Tôi thì chẳng chút nào nghi ngờ Gu Yang tôi gọi cậu ra đây để xem trong lòng cậu nghĩ gì đấy Liam Cromwell nói xong hai người tỏa ra pheromone để đe dọa đối phương, cực kỳ căng thẳng. Gu Yang đang ngồi thần ra mà nghĩ, thế nào mà cha Kiung Du lại giận rồi, mày ngu quá Gu Yang, sao mày cứ làm mấy chuyện ngu ngốc vậy hả? Bỗng điện thoại của cha Kiung Du gọi đến, Gu Yang à, anh có việc bận ở công ty, có lẽ mấy ngày tới sẽ không về đâu, sao ạ? À? Sao tự nhiên anh nói gì thế, không cần lo lắng đâu, em đừng có nhịn ăn đấy, anh sẽ gọi lại em sau, không nhịn được, Gu Yang liền một mạch xuống lấy xe chạy đi. Quay lại cuộc nói chuyện của Kyung Ju và Liam, chính xác thì tôi cũng không tò mò gì về cảm nhận của cậu. Tôi chỉ muốn biết cậu là như thế nào khi ở cạnh Gu Yang. Em ấy đã coi cậu như là bạn thân, còn cậu thì sao? Có xem Gu Yang là bạn không? Gu Yang quá đáng yêu để chỉ xem là bạn. Với cả bây giờ tôi có trả lời thì anh có tin không? Không dù cậu có trả lời thì không thay đổi được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi muốn biết cậu có thể tiếp tục làm bạn với Gu Yang không? Nếu không thì mọi chuyện sẽ khác. Chuyển cảnh lúc Kyung Ju đã rời đi, Liam liền gọi cho Gu Yang. sao lại là anh, sao cha Ki-ung Du lại hẹn anh ở khách sạn, sao lại thế, em mà cứ ngắt lời nữa là tôi cúp máy đấy. Được rồi ngài Liam ngài cứ tiếp tục, tôi chỉ nói một lần thôi đấy, em nghe cẩn thận, bởi vì em khiêu khích cha Ki-ung Du, nên cha Ki-ung Du đến xả giận vào tôi đấy. Em nghe thấy chưa, ngay cả khi tôi không làm gì mà anh ta khá nhạy cảm, đến mức dù cả lông, vì em không để ý tâm lý mà cứ khiêu khích anh ta ghen tuông đấy. Nó khá giống như là sự mẫn cảm của omega trước khi đến kỳ phát tình. Alpha cũng có biểu hiện như vậy trước kỳ phát tình. Vậy mà em không biết cha Kyung Ju đang trong kỳ phát tình à? Cha Kyung Ju không nói với em à? Anh chỉ biết hiện giờ anh ta đang ở khách sạn A và ở tầng 19 thôi. Không biết chính xác là phòng nào. Muốn tôi hỏi số phòng cho không? Nhưng mà hơi mất thời gian. Thôi để tôi tự tìm. Có ổn không đó? Vâng vâng giờ tôi đi luôn đây. Tôi sẽ gọi cho anh sau. Cảm ơn anh nha. Thấy Gu Yang vội cúp máy Liam chỉ biết mỉm cười mà nói, tiếc lắm đấy, nếu mất đi một người bạn như này, đứng trước hành lang tầng 19 Gu Yang thẩm mỹ. Dù có ngớ ngẫn đến mức nào thì sao có thể không biết người yêu mình đàn trong kỳ động dục chứ, mày đúng là toàn làm chuyện không đâu, lấy lại tinh thần nào. Rồi Gu Yang nhắm mắt lại cảm nhận pheromone của Kyung Ju mà bước đến cửa, cha Kyung Ju, anh mở cửa, sao em lại ở đây, tâm trạng anh đang không tốt lắm em đi đi, anh đang trong kỳ phát tình đấy. Sao anh Cha Kyung du cư trốn em như vậy? Không phải những lúc này anh nên ở cạnh người yêu của mình sao? Anh không tin em à? Không phải vậy Gui ang à? Không phải là do không tin em, chỉ là anh không tin anh thôi. Anh sợ mình sẽ mất bình tĩnh, nên Gui ang à, chỉ vài ngày thôi. Không được, em không phải là Omega của Cha Kyung du sao, vì em là Omega của anh nên em phải đi đi. Không được lúc này em phải ở cạnh Alpha của em. Em không bỏ đi đâu. Không thể nào kiềm chế hơn được nữa. Ki Ung Ju kéo Gu Yang vào phòng và cùng em nó trải qua kỳ phát tình của Alpha. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy chưa kịp hoàn hồn thì cơn đau ập tới, khiến em bé nhà ta khóc thét, mông em, đau quá, như rách ra luôn rồi ấy. Lúc này Ki Ung Ju cũng không biết làm gì ngoài việc xin lỗi và dỗ dành Gu Yang. Chuyển cảnh lúc này Gu Yang đang đi lai dai với Liam, vừa phải thôi, em lại định say khướt rồi làm chuyện ngu ngốc à, tôi không bắt anh phải chịu trách nhiệm đâu mà. Anh đừng có lo, ôi rát là tôi cũng chẳng thèm quan tâm nữa. À nhưng mà kỳ động dục của alpha thường diễn ra trong bao lâu thế? Thường thì 2 đến 3 ngày giống như omega, nhưng với alpha trội thì từ 4 đến 5 ngày, có người còn kéo dài đến cả tuần, gì một tuần á? Gu Yang lo lắng nhìn ra Kiung Du nghĩ, nhưng sau một ngày thì anh ấy ổn luôn rồi. Do tùy người à, thật ra lúc lâm trận Kiung Du thấy em bé đau quá nên đã uống thuốc ức chế, chứ không phải bị ý sinh liếu đâu nha. Kiung Du nghe điện thoại xong quay vào, xin lỗi nhé, nếu anh không nghe máy thì thư ký Biun sẽ phóng đến đây mất. Này Gui à, sao em có thể uống nhiều thế hả? Không sao mà đằng nào thì cũng có người sẽ chịu trách nhiệm chăm em rồi. Đây này, nên không sợ gì hết. Vừa nói vừa ngã người dựa vào kia ung dù nũng nịu. Thấy có cái bóng đèn trướng mắt Gui hỏi thẳng. Người em Liam, em không về nhà đi à? Ha chắc phải nhờ anh cha đưa thằng em này về nhà rồi. Tên nhóc này, anh đang bắt trước tôi à? Đúng, tôi đang bắt trước em đó. À à, hôm nay tôi sẽ đáng chết anh à à tôi thì chưa muốn chết đâu. Chuyển cảnh, vào một buổi sáng trong lan, Ki Ung Du đang sửa soạn đồ đi làm, Gu chạy ra và nói anh có cái gì muốn làm không, sắp hết hè rồi, anh muốn em mua đồ lót cho anh không. Hừ sao tự nhiên lại thế, em đang làm thực tập sinh đấy, cũng nhận được thắng lương đầu tiên rồi, cơ mà so với lương của Ki Ung Du thì chả đáng bao nhiêu. Mà em nhận được thắng lương đầu tiên nên em sẽ mua quần áo giữ nhiệt cho nhé, thường thì bố mẹ anh sẽ mua cho anh, mà anh bị nóng lắm nên mùa đông không mặc đồ giữ nhiệt đâu. Thế thì anh có muốn mua gì không? Em muốn mua gì đó cho Ki Ung Du. Được, em cứ mua những gì em muốn, anh sẽ nhận hết. Được em hiểu rồi. Em đã quyết định xong, em định mua gì cho anh vậy? Em không biết gì nha, tiện thì hôm nay anh cha Ki Ung Du về sớm nha. Rồi mình ăn thịt nướng nhé. Được, rồi hai người ôm hôn chào tạm biệt. Ok, giờ thì đi làm nào? Ừ anh sẽ về sớm, chiều đến. Gu Yang mới đi chợ về, nghe cuộc gọi của Liam, làm ơn đó, cứu tôi cái thiết kế đó đi mà, hay bạn tốt nghĩa là sao chứ? Là dùng trong những trường hợp này đó, cơ mà, hình như giá hơi đắt hơn so với tôi nghĩ nha, đó là những gì bạn tốt có thể làm đấy, tôi là Liam đấy. Không định mua thịt ba chỉ cho tôi à, dù sao thì, mấy hôm trước tôi có nhận được cuộc gọi bên văn phòng luật sư, bên công ty luật có gì lạ à. Không nghe nói Slav để kiểm tra xem có phải Guiang làm ở đó không, ủa ai vậy, chưa nghe, em có muốn tôi hỏi lại không, ừ anh hỏi lại đi. Ừ vậy thôi nhé, tôi sẽ gọi lại sau. Một lúc sau, Ki Ung du về bắp thì không thấy ai, em ấy chưa về à? Bảo mình về sớm thế mà gọi thì không nghe máy. Gu-yang à, em có ở nhà không? Mở cửa ra, đập vào mắt Ki Ung du là chiếc điện thoại vỡ nằm trên sàn cùng với rau củ rơi tứ tung. Chuyện gì thế này? u Uyang vừa nói vừa lo lắng đi tìm Gu-yang thì bỗng có điện thoại của Liam gọi lại. Alo em làm gì mà không bắt máy thế? Hay là em đang bận mở tiệc thịt nướng với anh cha rồi hả? anh gọi mấy lần rồi. Bên đây Ki-ung Du liền cất tiếng Liam, ủa anh cha, vậy Guiang đâu rồi, như hiểu ra gì đó mà run rẩy. Thật ra là bé nó bị ba ba bắt về chứ không sao đâu nhé mọi người, sau chuyện đó Ki-ung liền tức tốc thu xếp công việc trở về Hàn mấy ngày sau. Thư ký Biun đang có cuộc gọi rằng xếp công việc, vâng anh đừng lo, nhưng mà xong việc rồi mà anh vẫn chưa đi à. Giám đốc chi nhánh Mỹ được bổ nhiệm rồi, vâng vâng, xong việc rồi tôi sẽ đến ngay, anh không cần lo chuyện ở đây đâu, giám đốc chi nhánh. À không giờ anh lại là phó chủ tịch rồi chứ. Thế thì anh lo việc của mình đi nhé phó chủ tịch. À anh nhận được mấy thứ tôi gửi rồi chứ ạ. À? Vâng anh cố lên nhé. Kết thúc cuộc gọi, thư ký Biun liền cảm thán. Tuyệt vời luôn, mới hai tuần mà anh ấy đã xong việc rồi. Ôi, phó chủ tịch đỉnh quá nhỉ, chuyển cảnh về nhà của Ki Du. Cũng lâu một thời gian rồi nhỉ, nhẽ ra mình phải làm chuyện này sớm hơn. Ngày mai cũng phải chính thức ra mắt với ba em ấy thôi. Cà vạt màu này có sáng quá không nhỉ, hoặc là cái nào đó tôi màu hơn bỗng có ai đó nhấn chuông cửa. Ai vậy? Khi nhìn thấy Gu Yang, Ki Ung Du liền phóng nhanh ra cửa, thì thấy em đang khóc gọi tên cha Ki Ung Du. Chuyển cảnh, em biết anh về Hàn Quốc rồi à? Nên mới lén chạy đến đây hả? Vâng, em phải đợi ba em ngủ rồi mới đến được, nên mới không mang dép à? Đáng nhẽ em phải đợi thêm ngày nữa chứ, mai anh định quá, thế mà. Gu Yang không biết có đột ngột quá không vì có lẽ hơi sớm, nhưng em lấy, chưa kịp nói hết Gu Yang liền mếu máu. Em, em có em bé rồi. Hu hu hu. Sao sao anh lại im lặng? Gu Yang à, anh xin lỗi, do BCS nhỏ quá nên lúc thắt nút nó đã rách rồi, lẽ ra trong kỳ phát tình anh phải mua. Anh xin lỗi Gu Yang, anh sẽ ủng hộ mọi quyết định của em, không nghe thêm được nữa. Gu Yang liền đưa tay đánh Ki Ung Du cái bốp, đồ ngốc, đồ hầm. Anh nói cái gì? Cái gì mà ủng hộ sự lựa chọn của em chứ? Sao anh lại xin lỗi? Cái gì mà xin lỗi? Xin lỗi cái gì ở đây? Cha Ki Ung Du, anh là đồ tồi hu 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 em không cần lời xin lỗi của anh. Nói tới đây Gu Yang cảm thấy tủi thân mà khóc. Khúc này Ki Ung Du liền quỳ xuống. Gu Yang à, em lấy anh nhé, nhé. Cưới anh nhé, đi mà. Ơ, ừ, đây là nhẫn em mua mà. Ừm Liam đã đưa cho anh, anh muốn đeo cho anh, em đeo cho anh nhé. Thấy Gu Yang yên lặng mà Ki Ung Du lo lắng. Em đồng ý, kết hôn, em đồng ý mà. Em muốn cưới cha Ki Ung Du chết đi được. Thế là cả hai ôm nhau thật chặt. Anh cảm ơn Gu Yang. Yun U cảm ơn em em cũng thế, em cũng nhớ cha Ki ung Du lắm, nhớ muốn chết luôn, thế là cả hai ôm nhau, trao nhau một nụ hôn đầy hạnh phúc. Hoàn tỏ tình ngập tràn hạnh phúc thì hiện tại Gu đang nằm ôm Ki Du trên giường mà làm nũng, alpha của em, mùi thơm ghê, đợi anh chút nào, anh nhột đấy, không muốn, anh là alpha của em mà. Được rồi alpha của em, em muốn làm gì cũng được, ưng ừ của em mà, chồng em nữa, em sẽ làm những gì em thích. Ki ung Du xoa xoa đầu Gu Yang mà cương chiều cảm ơn em đã để anh làm chồng em. Đột nhiên Gu Yang nhớ ra gì đó mà ngước mặt lên hỏi, cơ mà cha Ki-ung Du này, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện có em bé chưa? Ki-ung Du tiếp tục cương chiều Gu Yang nói, suốt thời gian qua anh đã bận việc quá rồi, nên thậm chí anh cũng không nghĩ đến kết hôn chứ đừng nói là sinh con. Nghe vậy Gu Yang có hơi xuống tinh thần, Ki-ung Du nói tiếp, anh không quan tâm quá khứ người khác ra sao và họ sống thế nào cũng không liên quan đến anh, nhưng kể từ khi anh gặp Gu Yang, anh muốn làm những thứ như người khác thường làm. Dù sao thì anh nghĩ nếu là với em, thì mọi thứ sẽ ổn thôi. Gu Yang nghe thế liền vui vẻ ôm chặt Ki Ung Du. Em cũng có nhiều thứ muốn làm với cha Ki Ung Du lắm. Mà điều mà em muốn làm nhất bây giờ là, nói tới đây Gu Yang liền trêu chọc cơ thể của Ki Ung Du. Thế nhưng với đầu óc tỉnh táo của một phó giám đốc, thì Ki Ung Du liền hỏi. Bác sĩ nói gì nhỉ? Chúng ta có thể làm chuyện này khi em có em bé không? Em chỉ mới thử thai thôi. Vậy thì đi bệnh viện nào? Chuyển cảnh trong xe, Gu Yang cắn ngón tay lo lắng. Em lo là, nếu như quay thử thai sai, tức là em không có bầu. Chỉ là, chỉ là nếu có chuyện như vậy, anh có định hủy hôn không? Nghe vậy Kyung Ju nhà ta mất bình tĩnh. Quẹo gấp vào lề đường mà hỏi, Yun Gu nếu vậy thì em không lấy anh à? Gu một mực phủ định, không phải. Không phải, em muốn kết hôn với cha Kyung Ju từ lâu rồi, em muốn lấy cha Kyung Ju dù có em bé hay không. Bởi vì em rất yêu anh, thấy Gu dần trở nên mất bình tĩnh Kyung Ju liền chấn tĩnh em nó, anh cũng vậy cũng yêu em, thực sự anh nghĩ em còn quá trẻ. Anh muốn chúng ta chuẩn bị từ từ, chẳng qua là vì em có em bé nên tiến bộ phải đẩy lên chút thôi. Vậy nghĩa là thời gian thay đổi nhưng kết quả thì không ạ? À. Ừm, anh cũng rất yêu Gu Yang. Chuyển cảnh đến bệnh viện, trên bàn siêu âm, bác sĩ hỏi cậu là omega lặn à, nghe hỏi tới mình, Gu Yang cứng người lo sợ, Ki Ung du nắm tay trấn an Gu Yang, "Vâng đúng rồi ạ." À. "Thế đúng rồi, cậu đang có em bé đấy." Nghe thấy vậy cả hai nhìn nhau cười hạnh phúc, bác sĩ nói tiếp trước tiên cứ qua văn phòng tôi đi, rồi chúng ta nói tiếp. Trong văn phòng của bác sĩ, bác sĩ bắt đầu tư vấn, thường thì đối với omega nam, việc mang thai và sinh nở sẽ khó hơn với phụ nữ bình thường, đặc biệt là với omega lặn. Bé không có không gian để phát triển, việc mang thai sẽ vô cùng khó khăn và dĩ nhiên là việc sinh con cũng rất nguy hiểm. Trong trường hợp này của cậu, rất may là bé đã có khoảng trống để phát trống. Đang trong thời gian đầu của thai kỳ nên cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng về sau vào giai đoạn giữa thai kỳ, em bé càng lớn dần sẽ gây áp lực rất lớn cho cơ thể của người mẹ. Việc mang thai và sinh con với omega lặn là vấn đề vô cùng nguy hiểm. Với tư cách là một bác sĩ, đối với một omega lặn và đặc biệt là nam omega lặn, tôi thật lòng muốn khuyên hai người từ bỏ. Đột nhiên Gu Yang hỏi bác sĩ, em bé vẫn đang khỏe mạnh đúng không ạ? Như tôi đã nói, rất may là tình trạng hiện giờ của phụ sản và bé không có gì đáng lo ngại. Vậy là ổn rồi, nghĩa là tôi có thể có một em bé khỏe mạnh, bác sĩ có chút bối rối, đừng lo tôi rất tự tin để có thể sinh một em bé khỏe mạnh nha. Bác sĩ cũng hết ý kiến mà nói, trước tiên, ý kiến của sản phụ là rất kiên quyết, nên chúng ta cùng nhau làm hết sức mình vậy nhé, để chắc chắn thì trong thời gian này. Mỗi tuần cứ đến bệnh viện khám một lần, để lưu ý về thai ngén, đây là ảnh siêu âm, thế là bác sĩ đưa ra những lưu ý khi mang thai cho Gu Yang. Mặc cho Kyung Ju vẫn đang ngồi thẫn thờ, lo lắng nhìn Gu Yang, trên đường về nhà, Gu Yang mãi mê nhìn vào tấm hình siêu âm của con, thật sự thì nhìn chẳng hiểu gì cả này trông như hạt đậu ấy, ý em đây là con của chúng ta hả? Nhưng sau này sẽ giống em bé khác có tay có chân nữa này. Cha Ki Ung Du anh có thích không nếu chúng ta có con trai? Hay anh thích con gái hơn? Nếu không thì, Omega, Alpha hay Beta, Ki Ung Du vẫn đang mãi ngồi suy nghĩ. Sao cũng được, anh không quan tâm về chuyện đó. Gu Yang vẫn tiếp tục liến thoáng. Con gái mà giống cha Ki Ung Du thì chắc là xinh lắm. Còn là con trai thì sẽ là một chàng trai tốt vừa nói vừa mở sổ tay thai sản cho Omega ra mà nghiên cứu. Ồ đúng rồi, tên em bé nữa, giờ mình đặt tên gì cho em nhỉ? Mình cứ từ từ suy nghĩ. Vâng, để sau mình đặt tên hay sau vậy? Từ tuần thứ 15 là mình có thể biết được giới tính em bé rồi. Với cả, là đàn ông thì kể cả có sinh em bé cũng không có sữa. Em cứ nghĩ là sau ngực mình sẽ to hơn, giống cha Ki ung du ý, em phải coi chừng bị táo bón nữa, còn nếu thoa kem dạn da, vâng vâng và mây mây. Về đến nhà, Ki-ung-ju đang sấy tóc cho Gu-yang, anh sấy mạnh thế nó không khô được đâu, tại tóc em xoăn mà, anh cứ sấy như thế xong tóc em sẽ sù lên mất. Ki-ung-ju thấy em sù lông lên như thế liền xoa đầu mà trêu chọc, anh thích tóc xoăn của Gu-yang, cũng muốn xem Gu-yang tóc sù như nào. Gu-yang liền thấy thế liền phòng thủ, liền nhận ra gì đó quay lại nhìn Ki-ung-ju, em muốn con mình giống như cha Ki-ung-ju. Đặc biệt là tóc, mái tóc thẳng bóng mượt này, rồi nhìn xuống xoa xoa bụng nói với em, bé con, con nghe thấy chưa? con phải giống bố con đó, hi hi, có em bé thích ghê, cha ki ung du còn sấy tóc cho em nữa, sau này sinh em bé xong nên làm gì tiếp đây? Kết hôn, sinh con, rồi thay đổi, cha ki ung du không được thay đổi đâu, nhé, lúc này ki ung du đượm buồn nhìn Gu -yang nói. Gu -yang anh, anh rất vui vì em mang thai nhưng, nhưng mà đối với anh Gu -yang quan trọng hơn, Gu tựa đầu vào đùi ki ung du cười cười nói. Em cũng thích bé con nữa, mà em thích cha ki ung du nhất, ki ung du nói tiếp hai chúng ta yêu nhau và ở bên nhau mới là điều quan trọng. Anh chỉ cần có Gu Yang bên cạnh, ngoài ra thì không cần gì nữa. Nghe tới đây Gu Yang hốt hoảng quay lại, Ki Ung -ju nói tiếp, Gu Yang, mình bỏ đi được không? Cả căn phòng như bị rút bớt không khí mà rơi vào khoảng lặn rồi Ki Ung -ju lên tiếng, Gu Yang, em bé, định nói tiếp thì bị Gu Yang xen ngang, anh nói gì thế? Em bé chứ có phải cải thảo đâu mà bảo bỏ là bỏ, nhưng em nghe bác sĩ bảo rồi đó, Việc mang thai và sinh con đối với Omega là vô cùng nguy hiểm, thế nên, không thể nghe thêm được nữa, Gu Yang liền ôm mặt Ki ung Ju và nói: "Giờ em hoàn toàn khỏe mạnh mà, bác sĩ cũng bỏ là con mình không sao cả, cha Ki ung Ju đừng lo mà. Em tự tin là có thể thuận lợi sinh em bé, nên cha Ki ung Ju đừng lo gì cả, chỉ cần chuẩn bị chăm em bé lớn thôi, được không ạ? À? Giờ thì đi ngủ với em nhé." Chuyển cảnh, trong giấc mơ của mình, Gu Yang đang đứng trên một cánh đồng cỏ Gu Yang quay qua quay lại tìm kiếm Kiung Du thì thấy có một cái bóng đen, liên tưởng là Kiung Du mà chạy đến. Đến gần thì Gu -ung phát hiện không phải Kiung Du mà là một cây táo xanh, Gu Yang liền thích thú mà hái, trong lúc tìm tòi thì bé nó phát hiện một trái táo vàng. Định bỏ miệng táp một miếng thì nhớ lại Kiung Ju mà để dành lại cho anh, Gu Yang liền giấu vào bụng mà ăn những trái khác, nhưng khi định táp một trái thì liền tỉnh giấc làm cho bé nó thèm thuồng. Giải thích một chút thì đây là hiện tượng mộng thai nha mọi người kiểu như những vật sắp đầu thai làm con của mình sẽ báo mộng trước cho mình trước đó, thế mà bé nó lại định táp luôn em. Quay lại thực tại, Gu Yang tỉnh giấc, thấy phòng khách vẫn sáng đèn mà Gu Yang chạy ra phát hiện Kyung Ju đang trầm ngâm nhìn vào máy tính, Gu Yang chạy lại ôm anh từ phía sau hỏi. Anh làm gì thế cha Kyung Ju, ôi em dậy đấy à, vẫn còn sớm mà, em ngủ tiếp đi chứ, sao lại dậy, em muốn ăn táo. Gu Yang DNAG say ke mà mè nheo, bây giờ à, vâng, thế để anh đi mua nhé. Thôi hạ, Cha Ki ung du phải đi làm à? Đợi chút nữa, anh đi làm thì thả em ở siêu thị là được. Hôm nay anh không cần đi làm. Nghe thấy Gu Yang chợt tỉnh hỏi, tại sao thế ạ Anh dùng ngày nghỉ hàng năm à? Đúng vậy, tại sao? Tại sao? Không phải anh nên dùng nó sau khi em sinh à? Cơ mà anh là phó chủ tịch nên chắc không sao đâu nhỉ? Nói tới đây, Ki ung du nắm tay Gu Yang bộc bạch, Gu Yang anh đã tìm hiểu rồi, các ca sinh con của nam Omega lặn cực kỳ hiếm, một số thì không thể thụ tinh số nhiều thì xảy giữa chừng, sao anh lại tìm kiếm vấn đề này? Gu Yang khựng lại mà nổi giận, sao anh lại tìm kiếm vấn đề này? Em đã nói là em ổn rồi mà. Đó có thể là kỳ tích, nhưng cũng có thể là chuyện chẳng lành. Gu Yang vùng vần bỏ đi lại bị ung Ju nắm lại trong quá trình mang thai. Tỷ lệ tử vong của phụ sản và bé là 70%, em sẽ không chết, em với con không ai chết cả, em sẽ không chết, không rời bỏ cha Kyung Ju. ung Ju nghe vậy liền nắm chặt lại, Gu Yang, nếu em có chuyện gì, nên là xin em Gu Yang à, Gu Yang liền vùng tay ra. Quát lớn, nếu anh không tin em thì đừng có mà tin nữa, em cũng không thèm tin anh nữa, anh như là cái tên hèn nhát chỉ biết thu mình vào thôi. Con em không cần một người cha như thế, em cũng, em cũng không cần, thế là Gu Yang nước mắt giàn ruộng mà bỏ đi, bỏ lại Ki Ung Ju ở đây ôm đầu mà run rẩy. Sáng hôm sau, Ki Ung Ju vẫn đang miệt mài đi tìm Gu Yang, giờ tôi đang tìm thêm người để tăng gấp đôi lượng tìm kiếm đi. Thế thì tăng thêm nhiều người nhất có thể nhé. Với cả làm ơn mở rộng phạm vi tìm kiếm, ra cả ngoại ô Hàn Quốc nữa. Vâng tôi hiểu rồi, không biết chừng em ấy đã quay về nhà. Vâng tôi sẽ tìm hiểu rồi gọi lại cho anh sau. Phó chủ tịch, đã hơn 12 giờ kể từ lúc anh tìm cậu ấy rồi, anh nên quay về văn phòng khác sạn đi ạ. À. Anh cứ ở đó đợi tin tức là được rồi. Được tôi hiểu rồi. Sau khi kết thúc cuộc gọi với thư ký Biun, Ki Ung du vòng xe về nhà, trong lòng luôn bồn chồn lo lắng mà nhớ về Guiang em ấy rời đi mà không mang theo gì cả cũng không có tiền hay điện thoại đêm hôm thì lạnh em ấy cũng đâu có chỗ nào để đi em ấy đã thất vọng đến mức không muốn nhìn thấy mình giờ cũng đâu chỉ có một mình em ấy nữa ngất ở chỗ nào thì sao bây giờ guiang à về đến nhà kyung du phát hiện ra đôi giày của Yung mà hoảng hốt kêu tên em yun guiang à em ở đâu guiang kyung du hoảng hốt tìm khắp nhà thì thấy một vài quả táo lăn lông lốc ở sàn Lần theo thì thấy Gu Yang đang vừa ăn táo vừa khóc, trốn ở sau bếp. Gu Yang muốn ăn táo mà. Anh tệ quá không mua được táo cho em. Anh xin lỗi, Gu Yang à. Ki Ung Du vừa nói vừa để tay lên thân hình đang khóc nấc kia. Gu Yang la lên chuyện gì em cũng không quan tâm. Em không cần anh xin lỗi. Em là người chuyện gì cũng làm được. Thế nên em chẳng quan tâm. Vừa tủi vừa khóc nấc lên. Nhưng, táo, lúc mơ em không ăn được táo. Em muốn ăn táo lắm nhưng bác gái bán hoa quả bảo ở cửa hàng không có táo trong mơ còn có một quả táo vàng cơ, em đã hái nó rồi. Em muốn ăn cùng cha Kyung Ju nên đã cất vào trong túi áo rồi, em không cần cha Kyung Ju đâu, em muốn ăn táo thôi, con của chúng ta không cần cha. Vừa nói vừa ấm ức ngoạm một miếng táo thật to, em không có mẹ nên con của chúng ta cũng không cần có cha. Câu nói của Gu Yang làm cho Kyung Ju bừng tỉnh, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi mà, em khóc xong đi đã, rồi hãy ăn, cứ thế em sẽ bị khó tiêu đấy, điều khiến anh sợ hãi nhất là thấy Yung Gu Guiang đâu ốm nó khiến anh trở nên hèn nhát và chỉ biết chạy trốn nhưng giờ anh không muốn như vậy nữa anh cũng muốn Yung Gu Guiang ăn một quả táo rồi lấy lại sự can đảm của mình và cùng Guiang bảo vệ con mình để không có chuyện gì xảy ra cả anh sẽ trở thành người trông người cha đáng tin cậy thế nên Guiang làm ơn em đừng khóc nữa nhé nghe thế Guiang đưa tay nhặt một quả táo lê trà vào áo rồi đưa lên cho Kyung Ky Ju đây cha Kiung Ju ăn đi ngọt lắm đấy anh ăn cái này đi, nhưng phải mua táo xanh cho em đấy, em bé cũng muốn ăn. ki ung du cầm tay cùng quả táo, cắn một miếng rồi bảo, được rồi, anh sẽ mua táo xanh cho em, cả táo vàng, anh cũng sẽ mua cho em. Tất cả đều cho em, khi đã bình ổn lại cả hai liền ngồi ôm nhau ăn táo và trò chuyện, nhưng em đã đi đâu thế, đi đâu đầu á. À? Em đến quán cà phê xong ăn ít bánh quế thôi, xong đi loanh quanh ở chợ rồi ăn mấy thứ, em mua ít táo này. Để ăn cùng cha Kyung Du, em có đem tiền à, em lấy của anh em, anh hả, anh của em có tốt không, có chứ, anh em nuôi em lớn mà, vậy à, vậy anh cũng phải đối xử tốt với anh em thôi, vâng vâng, anh em tốt lắm, anh ấy giống như mẹ em vậy. Chuyển cảnh vào một ngày thèm ăn của Gu Yang, Gu Yang vừa ăn chân gà vừa nghe Ki-ung Du đặt tên cho con, anh đã tìm hiểu rồi, hang búc, kiệu càng. Tiêu tần, Gu Yang có vẻ không vừa ý mà nói những người khác cũng hay đặt tên kiểu vậy, gì thế này em cứ tưởng cha ki du cái gì cũng giỏi. Cơ mà hóa ra là có thứ anh không làm được nhỉ, anh không biết cách đặt tên gì cả, toàn tên gì đâu ý. Thật đấy, ki ung du bị vạch tội nói, thế thì, em có ý tưởng gì không? Để đặt tên cho con, Gu ngồi nghỉ một lúc rồi dơ chân gà lên nói, cha cha thì sao, em muốn bé cha cha sau này lớn lên sẽ có mái tóc bóng mượt giống cha ki ung du. Gu ngồi ăn chân gà mà tự hào, cha cha, nghe dễ thương xỉu, nào mình cùng cha cha cha. Ki Ung Du ngồi bên chỉ biết cương chiều. Được, Gu Yang thích là được rồi. Nào cha cha, ăn miếng cơm nắm này đi, mẹ bé không được ốm đâu đấy. À nào, Gu Yang cũng đáp lại vâng ba ba, thế thì mai mình ăn thịt cừu xiên nha. Ki Ung Du hỏi, hay giờ anh đi mua luôn nhé? Không ạ, à. thịt cừu nướng phải đi ăn xong tự nướng mới ngon. Được, vậy mai anh đi làm về rồi cùng đi ăn nhé. Vu off nói vừa ngồi trộn cơm nắm cho hai em bé. Sáng hôm sau lúc đang làm việc, Ki Ung Du nhận được số điện thoại lạ vừa bắt máy lên thì nghe Gu Yang la lên, anh cha Ki Ung Du, à Gu Yang à, sao em lại dùng số khác, anh đến muộn rồi à, không không, số của anh em ạ, à? ba em, ba em tăng huyết áp nên ngất xỉu rồi, nên em phải về nhà đây, em gọi để cha Ki Ung do không phải lo cho em, vâng, em ổn ạ, à? vâng em đang trên đường đi rồi, với anh trai em ạ. À? Trong nhà của ba Gu Yang, du Yang, anh trai của Gu Yang ngó mặt vào năng nỉ Gu Yang. Cả ngày nay em không ăn gì rồi, Yun Gu Yang em cứ không thèm nói chuyện với anh trai em thế à, Gu à, anh không giúp được gì đâu, thật đấy, từ hồi em rời nhà, huyết áp của ba cứ tăng suốt. Bác sĩ Du còn đề nghị ba nhập viện nữa, em biết là anh theo phe em mà, đúng không, anh mà không đưa em về nhà thì ba giết cha Ki Ung Du mất. Anh đã cứu người yêu em đó, đúng chưa, Gu à, anh trai sai rồi, nha, anh biết em giận, nhưng ăn gì trước đi, rồi giận anh tiếp nhé. Vừa nói Du Yang vừa lay lay Gu Yang thì phát hiện em bé đang khóc rất đáng thương. Du Yang giật mình hỏi, sao thế? Sao em lại khóc? Đừng khóc mà, nha, anh có thể làm gì cho em đây? Ừ, em nói đi, anh sẽ làm tất cả mà. Gu Yang mếu máu nói, anh ơi, em muốn gặp cha Ki-ung Du, em nhớ cha Ki-ung Du lắm. Du Yang nhấc bông Gu Yang lên nói, được, anh sẽ đưa em đi gặp cha Ki-ung Du, hay anh đưa cha Ki-ung Du đến đây nhé, nhưng mà em cứ phải ăn trước đi đã em không muốn ăn. Ba đâu rồi ạ? À? Một tiếng trước ba đã ăn rồi, giờ đang ở trong thư phòng, dì mới bảo anh gọi em ra ăn. Dì đã làm canh kim chi em thích đấy, Du Yang dỗ dành rồi đem đồ ăn ra mua chuộc, Gu Yang ngẫm nghĩ rồi nói, canh ạ, à, dì có cho thịt vào không anh, em không muốn gì phiền lòng đâu, nghe vậy Du Yang liền vui vẻ, vậy là tốt rồi. Em của anh ngoan quá, chuyển cảnh trên xe của Ki Du, Ki Ung Du lo lắng nghĩ, hai ngày rồi, mà em ấy không gọi gì cả, họ đến bệnh viện à, ba em ấy ổn chứ. Gu Yang hiện tại không nên lo lắng hay bị quá hoảng sợ. Nghĩ rồi Kyung Ju chạy một mạch tới nhà Gu Yang, trên tay còn cầm hai túi sách, một là quà gặp mặt, hai là thịt cừu nướng mà Gu Yang thèm ăn. Ta nói quá trời chu đáo rồi, bên trong nhà, Ju Yang đang ngồi nhìn Gu Yang ăn ngon lành, sao bảo không có khẩu vị mà. Giờ ăn ngon thế, có ngon không, xem ra là ngon đến mức không trả lời được luôn nhỉ, rất là. Đang nhìn em ăn thì gì giúp việc chạy vào báo cáo cho Ju Yang. Yang lập tức rời đi, chạy đến cửa thì đụng mặt Ba Ba đang đứng trước cửa nhà. Ba đang làm gì ở đây thế ạ? À? Yun Yang, dạ con đây ba. Như biết được ba định làm gì, Yang lên tiếng. Ba định ra ngoài rồi đuổi cậu ta đi à? Ba, à? dù sao cậu ấy vẫn là khách mà, cứ nghe xem cậu ấy nói gì đã. Không để con mình dứt câu Ba Ba quát lớn. Thế để ba mày ra ngoài nhé. Thôi ạ, à, để con đi ra nói chuyện rồi khuyên cậu ấy về, khuyên cái con khỉ. Nó không về lấy muối hột dãi cho nó về. Nói xong ba ba liền một mạch về phòng, thế là Du Yang đi ra tiếp Ki Ung Du, buổi tối tốt lành. Tôi là cha Ki Ung Du, anh là anh trai của Gu Yang đúng không ạ? À? à? vâng nhưng mà hôm nay, chắc là hôm nay cậu phải quay về rồi. Hẹn lần chính thức gặp mặt sau vậy, có phải ba anh vẫn giận không? Cũng, cũng không hẳn. Chỉ là tâm trạng ông ấy không tốt thôi, vậy Gu Yang Yang ổn chứ? Em ấy không ốm đau gì hết đúng không? Em ấy ăn uống tốt lắm. Cậu đừng lo, vậy thì may quá, mai tôi sẽ quay lại xin lỗi đã làm phiền anh đêm hôm thế này. Ngày mai á, không cậu phải hẹn gặp đi đã, ba vợ không nhận điện thoại của tôi, vậy cậu đã gọi rồi à? Vậy nay cậu về cẩn thận nhé, tôi sẽ nói chuyện với ba tôi, cảm ơn anh, à cái này. Tại là lần đầu tiên gặp nên tôi không thể đến tay không được, cậu đâu cần phải đâu. Du Yang vừa nói vừa nhận lấy món quà thì bị Kyung Ung Du bắt lấy tay chân thành nói, một túi là của Gu Yang. Vì Gu Yang muốn ăn cái này, làm ơn giúp tôi đưa cho em ấy, chắc nó đã bị nguội một chút rồi, Tôi rất cảm ơn anh nếu anh có thể hâm nóng nó lại. Như vậy sẽ ngon hơn. Thịt cừu xiên à. Được rồi tôi sẽ hâm lại. Anh à. Anh cứ nói chuyện bình thường thôi ạ. À. Chuyện đó cứ từ từ. Tôi sẽ dần dần thay đổi. Cậu không cần phải gấp. Thấy anh trai mang xiên cừu nướng vô. Gu Yang bất ngờ hỏi. Sao anh biết là em muốn ăn thế? Cậu Kiung Du bảo anh mang qua cho em đấy. Cha Kiung Du hả? Cha Kiung Du đâu? Anh ấy ở đâu? Vừa nói Gu Yang sốt sắn đi tìm anh nhưng bị Du Yang ngăn lại. Đi rồi. Ba bảo anh nói cậu ấy về rồi, nghe thế Gu liền ủ rũ quay về ăn xiên cừu nướng, vừa ăn vừa khóc nói: "Thịt xiên cừu Cha Ki ung Ju mua cho em, thịt xiên cừu của Cha Ki ung Ju", rồi Gu khóc nấc lên trước sự bất lực của Du Yang, chuyển cảnh sang phòng khách. Gu đang ngồi ủ rũ trên ghế, thì chợt bật tỉnh khi nghe tiếng của Kiung Ju, liền chạy nhanh xuống nhà tìm Cha Kiung Ju, tiếng của ba ba ngày càng vang vọng khắp nhà. "Một cọng của mày cũng không lọt vào nhà tao đâu biết chưa, xin nghe con nói đi mà." nói cái gì mà nói, cút ngay cho tao. Thấy thế Gu Yang liền chạy ra quát lớn, ba, sao ba lại nói thế với cha Ki Ung Du, sao ba lại nói những lời tổn thương như thế. Thằng nhóc này quay về phòng ngay không thì bảo, Gu Yang không quan tâm mà leo lên vách tường chìa tay ra nói, cha kia Ung Du, em nhớ anh, anh vẫn còn ở đấy chứ, anh chưa đi đúng không, ừ Gu Yang à, anh ở đây, em đừng làm thế, nguy hiểm lắm đấy, Gu Yang vẫn mặc kệ mà la lên, em nhớ anh lắm. Cha kia Ung Du, Em nhớ anh nhiều lắm. Anh cũng thế. Anh cũng nhớ Guiang nhiều lắm. Em có đau ốm ở đâu không? Vâng, em ổn mà. Em chỉ muốn gặp cha Kiung Du thôi. Anh phải ngủ ngon đấy. Cũng đừng bỏ ăn biết chưa. Cha Kiung Du phải tự lo cho mình đấy. Không thể để con mình có hiếu với trai hơn được nữa. Ba Guiang liền lôi bé nó vô. Kiung Du ở ngoài vẫn lên tiếng. Anh sẽ vẫn tới cho đến khi ba đồng ý. Anh sẽ lại đến. Không anh sẽ đến mỗi ngày. Ba Guiang lạnh lùng đóng cửa mà Kiung vẫn còn chưa được vào cổng. Sau hôm đó, nhà Gu Yang liền được bổ sung thêm một số vệ sĩ đứng quanh nhà. Ở tầng 2 Gu Yang đang lấp ló đợi cha Ki Ung Du. Cha Ki Ung Du em ở đây. Hello cha Ki Ung Du, em ngủ ngon không? Vâng, cha Ki Ung Du thì sao? Cũng bình thường, anh có mang bánh gạo đến cho em này. Để em bảo gì hâm lại, mà sao anh biết em muốn ăn bánh gạo thế? Chắc là do anh cảm nhận được đấy. Bên trong giọng của ba Gu Yang la lên. Này, đừng có để chó sủa nữa, khiến cả hai liền im bặt. Ki Ung Du nhìn Gu Yang an ủi mà nghĩ, không sao đâu, Gu Yang à, chỉ cần đợi một thời gian nữa thôi, ba em sẽ đồng ý sớm thôi mà. Chuyển cảnh, trong phòng của Gu Yang, Di giúp việc nhìn đống hoa mà cảm thán, phòng của Gu Yang sắp thành tiệm hoa rồi. Cha Ki Ung Du bảo là sau này sẽ mua luôn cả vườn bách thảo cho con, ôi chao, vậy cơ à, cậu Ki Ung Du cũng biết những thứ mà Gu Yang thích ăn nhỉ. He he, sâu mết của con mà lại, mấy ngày nay khẩu vị của Gu Yang đã tốt hơn rồi ha trông như người đang mang thai ý. Bị chúng tim đen Gui Yang cứ người làm rơi cả cuộn thịt, thấy Gui Uung như thế, gì giúp việc cần mẫn gấp lại cho Gui Yang miếng khác, đã bỏ tỏi ra rồi đó. Đang mang thai thì không nên ăn tỏi đâu, thấy Gui Yang còn dè chừng thì dì liền an ủi, không sao đâu, đừng lo. Dì sẽ không nói với ai đâu mà, con có muốn ăn gì nữa không? Gui Yang liền nhận lấy cuộn thịt mà trả lời, dạ quyết chung ạ. À. Ngày hôm sau, liền có quyết chung cho Gui Yang nhà ta, gì giúp việc vừa lột vỏ quýt vừa hỏi ngon không ôi ăn giỏi ghê cũng không thấy con ốm ngén gì không biết giống ai mà ngoan thế ta ôi chao guiang nhà mình sắp làm mẹ rồi đấy ư thấy guiang như vậy liền hoài niệm về mấy chục năm trước khi guiang vừa ra đời mẹ của guiang cũng đã gửi gắm guiang cho cô mà không ngờ nay em bé đã lớn đến chừng này tiếng kêu của guiang đã kéo gì trở về thực tại trông con có bị béo bụng không xem nào gì cũng không chắc nữa do ăn nhiều nên tăng cân rồi à béo rồi, cũng tăng lên một chút ấy nhỉ, dì ơi nếu con béo lên, con sẽ giống ba đúng không, ồ đúng rồi, giống, giống y đúc luôn. Nghe thế Gui ăn một mực phản đối, thôi mà, không thể thế được, nếu tóc con cũng dụng đi hết giống ba thì phải làm sao đây. Họ bảo sau khi sinh em bé cơ THR sẽ tệ hơn, dì ơi, con buồn, con muốn ăn mì trộn chua cay. Vừa nói vừa làm nũng với dì, ừm, để làm một ít cho con nhé, Gu Yang nhà ta muốn ăn gì thì dì của bé sẽ làm cho bé ăn chuyển cảnh, Ki Ung Ju đang bước vào nhà, trên tay cầm một bọc táo vàng nói, Gui Ang à, anh mua táo về rồi đây, trong siêu thị người ta bán táo vàng thật luôn, nên anh đã mua một ít về cho Gui Ang đây nè. Gui Ang đang ở đâu thế? À, Gui Ang vẫn đang ngủ à, dậy đi nào, anh có mua táo này. Gui Ang à, em sao thế? Em dậy đi. Gui Ang, tới đây kiung liền bật dậy, hóa ra nảy giờ chỉ là trong mơ. Không chịu cảnh ở nhà một mình, Ki ung Ju nhà ta liền chạy đến cửa nhà Gui yang mà ngồi cho tới sáng. Một lúc sau thư ký Biun chạy đến, "Anh không ngủ mà cứ đến đây ngồi vậy à? Mấy ngày này anh ăn uống cũng không ra gì nữa, trông như sụt cân nhiều lắm rồi đó. Tôi mang quần áo cho anh này, giờ đi ăn sáng rồi đi làm thôi ạ." À? Làm phiền thư ký Biun rồi, Ki ung Ju đứng lên lảo đảo mà ngã xuống, "Anh trông ổn kiểu gì thế? Tôi ổn thật mà. Cậu đừng lo, mà mình ăn sáng gì đây nhỉ?" Thư ký Biun đứng bên đây mà lắc đầu nói, điên vì yêu mất rồi. Thay vì thanh nhén thì anh đang bị như vậy đó hả? Nói rồi thư ký bi cũng lên xe rời đi, bên trong cánh cửa, gì giúp việc đứng chứng kiến từ đầu mà thương xót. Bởi vậy ta nói cho dù là phó chủ tịch gì gì đi chăng nữa, cũng khó mà qua được cổng nhà của người giàu nhất Hàn Quốc, trong phòng khách nhà Gu Yang. Dì giúp việc đang trần bước đến chủ tịch Yun mà thưa chuyện, là, là cậu Kiung du đang ở đây ạ chủ tịch bực mình quay qua. Nó lại đến nữa hả, đã không chào đón rồi sao còn cố mà đến, cậu ấy kia Ba Gu Yang quát lớn. Sao nó lại ở đây? Ai mở cửa cho nó đấy? Là tôi cho cậu ấy vào đấy ạ. Sun Kyung. Sao cô lại làm thế? Cô có biết nó như thế nào đâu? Dì Sun Ki-ung liền giả đò ôm mặt khóc. Nếu phu nhân trên trời nhìn thấy chuyện này. Rồi lúc tôi chết sao có thể dám đi gặp chị ấy đây? Chị ơi em xin lỗi. Gu Yang của chúng ta. Nghe nhắc tới vợ chủ tịch Yun e liền rén. Thôi được rồi. Cô dừng khóc nữa. Ở bên ngoài. Chủ tịch Yun e đang oan oan mà chỉ bới Kyung Ju. Mày nghĩ thế là tao sẽ đồng ý à? Mày là người như thế nào? Mày nghĩ tao không biết hả? Mày đối xử tệ bạc với con trai tao thế nào? Tao không biết chắc. Mày làm sao biết được? Tao đã nuôi con tao như thế nào? Sau khi mẹ Gui ăn đi mất. Tao đã sợ nhỡ thằng bé cũng xảy ra chuyện gì. Với tao, thằng bé là vàng là ngọc. Gió thổi sợ bay. Giữ chặt sợ vỡ. Du Yang anh nó còn bị đánh, chứ Hu Yang tao còn không nỡ động tay vào, thế nên mặc dù tao có nóng này thì cũng không phải để nó đi đến chỗ khác mà bị xem nhẹ như thế mày là an pha trội mày suốt ngày chơi đùa với mấy đứa bê ta mày còn dám coi thường con tao mà nhỉ ung du đang quỳ dưới đất mà thành tâm xin lỗi cháu xin lỗi cháu đã quá ngu ngốc rồi hả à? từ đâu tiếng guiang la lên nhưng con yêu anh ấy con yêu anh cha Ki ung du lắm chủ tịch yêu liền tức đến ôm cổ ôi cái thằng nhóc này dì sun Kiung liền nối phụ vào tôi nghe guiang bảo thích cậu ta nhiều lắm hai ngài cứ nghe cậu kia ung du một lần đi chủ tịch a à, chủ tịch ngài bình tĩnh đã ngài cứ như vậy thì cũng có giải quyết được gì đâu chủ tịch yun hét lên đưa nó vào trong nhanh lên tao không cho phép mày làm tổn thương con tao nữa tao ghét nhất là bọn alpha trội vinh váo như mày mày hiểu chưa ki ung du liền gục đầu xin lỗi cháu xin lỗi là do cháu chưa đủ tốt về sau tuyệt đối cháu sẽ không chưa kịp nói hết câu liền nghe tiếng bột bột để tôi đi đừng có chạm vào người tôi nói vớ vẩn gì thế không biết con yêu anh ấy mà. Cha Ki-ung-ju cũng yêu con mà. Cha Ki-ung-ju còn bảo là sẽ chết nếu thiếu con nữa. Không có cha Ki-ung-ju con cũng sẽ chết mất. Con sẽ chết đấy. Gu-yang vừa nói vừa đứng chắn phía trước bảo vệ Ki-ung-ju. Ở phía sau anh nghĩ. Cha Ki-ung-ju mày đúng là đồ tồi. Mày đang làm cái gì thế này? Mày không thể cứ ngồi thần thờ mà không làm gì cả. Ki-ung-ju đứng lên nói Gu-yang à. Bình tĩnh đã em. Nếu cứ vậy thì sẽ có chuyện đấy. e kêu bình tĩnh đã. Nói đến đây Ki-ung-ju cảm thấy chóng mặt lảo đảo rồi ngã xuống, mặc cho hai cha con đang cãi nhau, cho tới khi dì Sun kiung la lên, trời ơi! Cậu cha Ki-ung Du, chuyện gì thế này? Gu Yang liền chạy đến lay ki Du, ôm trầm cha Ki-ung Du. Gu Yang hét lên, cha Ki-ung Du, anh sao thế? Anh tỉnh dậy đi mà. Anh Ki-ung Du, anh dậy đi, 119 gọi 119 đi, mất kiểm soát Gu Yang ang ỏa khóc. Cha Ki-ung Du, anh đừng chết mà, anh không thể chết một mình được. hu hu hu. Bên đây Ji Sun Kyung chạy đến gì đã gọi 119 rồi, Gu Yang à, con bình tĩnh lại trước đã. Con cũng đâu còn một mình, nhớ có chuyện thì phải làm sao, biết mình lỡ lời, cả hai liền khựng lại. Gì đấy, không còn một mình là sao hả, Gu Yang liền không nhịn nữa nói lớn, vì ba đó. Vì ba mà con của con không có ba, ba phải chịu trách nhiệm, ba phải cứu cha Kyung Du. cha Ki-ung Du anh đừng chết mà. Em cũng sẽ chết mất, bên đây chủ tịch Yun đã đứng hình vì sốc, con của con, con tôi thằng đó sao nó dám bắt nó lại bỗng nhiên gu Yang im bặt rồi ngã xuống trên người kia ung du ba gu Yang hốt hoảng sao thế gu Yang? xe xe cấp cứu đến chưa sun ki ung gọi xe cứu thương đi nói rồi đi lại ôm gu Yang. con ơi bé con gu Yang à con ơi nhìn ba này trời ơi đứa con này sun ki ung à tôi phải làm gì với gu Yang nhà mình đây trời ơi con tôi bên đây gì sun ki ung cũng hoảng loạn vô cùng chủ tịch à ngài phải bình tĩnh đã huyết áp ngài lại tăng lên mất. Chủ tịch à, Gu Yang à, cậu Kyung Ju à, chuyển cảnh, Gu Yang vừa mở mắt ra ở trong bệnh viện. Có anh Du Yang và dì Sun Kyung đang hỏi thăm mình, em không sao đó chứ, mình đang ở bệnh viện, em bị ngất xong được đưa đến đây. Em không nhớ gì à, cũng may là không sao cả, định thông báo cho Gu Yang biết về thai kỳ, Du Yang liền nhỏ giọng lại nói. Đang ở giai đoạn đầu của giai kỳ, giai đoạn đầu mà bị ngất như này là hơi vô lý, nên họ bảo em phải ở lại vài ngày rồi hãy xuất viện, em và em bé đều ổn cả. Gu Yu nghe tới đây liền bật dậy hỏi, cha Ki Ung Du, cha Ki Ung Du đâu rồi, anh ấy ổn chứ ạ? À? Anh ấy không chết, không chết đúng không? Du Yang liền ôm em lại trấn an, Gu -ang à, bình tĩnh đã, đừng có ngồi đột ngột như thế, bên đây ba Gu -ang ôm đầu ngao ngán, mày mày, vừa mở mắt ra, đã lại muốn đi tìm thằng nhãi kia rồi, nuôi nó cho lớn rồi nó như thế đấy, chuyển cảnh. Gu Yang đang lộc cộc đi tìm Ki Ung Du, vào phòng thấy thư ký Biun đang làm việc, hai người liền chào hỏi nhau. Thư ký Biun nói, phó chủ tịch anh ấy đang ở đây, bác sĩ nói phải làm thêm một vài xét nghiệm nữa, chờ kết quả thì anh ấy sẽ đưa cho tôi, chắc sẽ có sớm thôi. Anh ấy đã rất lo cho cậu Gu Yang, mấy ngày này chẳng ăn chẳng ngủ được, Gu Yang đau lòng mà bước tới, đây là lần đầu tiên. Mình thấy cha Ki Ung Du như thế này, cũng tại mình mà anh ấy phải mệt mỏi như này, cha Ki Ung Du, con mình vẫn ổn cha cha của chúng ta không có chuyện gì hết, bây giờ chỉ cần cha Ki Ung Du tỉnh dậy thôi, cha Ki Ung Du dậy đi, anh dậy nhanh lên, nhìn em đi mà, vừa nói vừa khóc cầm tay Ki Ung Du lên hôn. Mặc dù rất tiếc trước khung cảnh lãng mạn này nhưng vì sức khỏe của phó chủ tịch mà thư ký Bi đành nói, bây giờ chắc anh ấy đang ngủ, mấy ngày nay không ngủ được nên phải uống thuốc an thần. Nói xong một không khí tĩnh lặng bao trùm cả căn phòng, Gu Yang lại đưa tay vỗ vỗ Ki Du mà Du ngủ làm cho thư ký Bi nhịn cười đến run rẩy thôi thì bé Gui sai thì bé Gui làm lại thôi có gì đâu mà quê. Một lúc sau, thấy Gui chưa về, Ju liền qua phòng Kiung Ju mà hỏi: "Sắp có kết quả kiểm tra rồi, sao về muộn thế nhỉ?" Trên giường bệnh, Gui đang hỏi Kiung Ju làm sao bây giờ? "Cha Kiung Ju nhà em có đau ở đâu không? Anh thật sự không sao đấy chứ?" Kiung Ju kéo tay Gui xuống nói: "Anh không sao mà, sẽ không có lần sau đâu, em đừng lo." Nói thật thì em vẫn lo lắng lắm, xem này tay anh cũng gầy đi luôn rồi em buồn lòng lắm, vừa nói vừa nghiến răng nhìn ba ba. Định cho thằng nhãi con một trận thì bị Duyang cản lại. Bình tĩnh ba ơi huyết áp cao thì ba lại phải nhập viện nữa đấy ạ. À, ngày mai gì sẽ mang quần áo với đồ đến đây cho em đấy. Thế sao? Vậy em sẽ ngủ ở đây. Cha Ki Ung Du, tối nay em ngủ ở đây được không? Ki Ung Du định trả lời thì bị ba Guiang quát nói cái khỉ gì đấy. Có phòng vừa tốt vừa thoải mái mà ở đây làm cái gì? Ngủ một mình sợ lắm. Đừng có lửa ba mày. Không chịu, con muốn ở cùng Cha Kiung du cơ, mày, thằng nhãi này nữa, không được. Được mà, này, dạ sao ạ? À? Không ai chịu thua ai, náo nhiệt cả một phòng, thư ký Bin bên đây bức xúc nghĩ, sao họ không ở yên trong phòng họ vậy? Sao? Sao tất cả đều ở đây thế? Tại sao? Đột nhiên bác sĩ bước vào khiến cả phòng im bặt, bác sĩ bắt đầu giải thích, in dấu là hiện tượng khi alpha hoặc omega đồng hóa về cả mặt thể chất và tinh thần với bạn đời của họ trong tình huống này bạn chỉ có thể cảm nhận được pheromone của đối phương, cũng nhạy cảm với pheromone của bạn đời hơn những người khác và nếu không cảm nhận được pheromone của đối phương trong một thời gian nhất định, hóc môn của bạn sẽ trở nên bất thường, sự bất thường đó sẽ gây ảnh hưởng đến tâm trí của bạn, trong trường hợp nghiêm trọng, có thể đe dọa đến tính mạng, nếu bạn đời chết, hiện tượng này có thể sẽ biến mất, hoặc hóc môn của bạn sẽ biến đổi, có nguy cơ dẫn đến tử vong. Mặc dù chuyện này thường được sử dụng làm chất liệu cho tình yêu đích thực trong các bộ phim truyền hình, điện ảnh, nhưng trong thời đại này, Ví dụ cho hiện tượng in dấu là rất hiếm, bên cạnh đó, đến 92% các trường hợp in dấu xảy ra với omega. Mặc dù rất hiếm nhưng nó cũng có thể xảy đến với alpha. Anh đã bị in dấu, cả Kyung-ju và Guiang đều bất ngờ, lấy lại bình tĩnh Guiang hỏi: "Đó là cái in dấu mà tôi biết có đúng không?" "Vâng, hiện tượng được đề cập trong sách giáo khoa, nó thật sự tồn tại ạ." À? "Đúng, rất hiếm nhưng là có thật. Thế nên các trường hợp mới phổ cập về hiện tượng này, tôi đã gặp một trường hợp tương tự trước đây." nhưng đây là trường hợp đầu tiên xuất hiện ở alpha, còn là alpha trội. Nếu xa bạn đời quá lâu hoặc có cảm giác mất đi bạn đời, thì hóc môn sẽ bị biến đổi. Trường hợp nghiêm trọng xảy ra, cơ thể sẽ bị sốc. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ nguy hiểm đến tính mạng, đó là những gì in dấu gây ra. Bên đây gia đình hai bên đều há hóc mồm, thư ký Biun thốt lên. Vậy là cậu ấy đã in dấu phó chủ tịch à? Ôi trời! Yêu đến phát điên rồi, à vậy nên phó chủ tịch ốm là do không được gặp Yun Guiang, bác sĩ đáp, vâng may là cậu ấy đã kịp gặp lại bạn đời của mình và đang hồi sức rồi. Nên cậu Gui Ang cứ ở bên cạnh cho đến khi cậu Ki Ung Ju hoàn toàn hồi phục và xuất viện, nghe đến đây Gui Ang ôm bụng gục xuống mà cười. Chuyển cảnh đến tối, khi chỉ còn hai người trong phòng, Ki Ung Ju ôm Gui Ang cưng chiều nói, "Em còn cười à? Người ta bảo anh không sống thiếu Gui Ang được, em thích lắm à?" "Đương nhiên, em thích lắm." "He he, anh đừng lo, em cũng sẽ không thể sống thiếu cha Ki Ung Ju được đâu, nếu Gui Ang thích thì anh cũng sẽ thích." em ngủ đi đừng cười anh nữa, he he, cha kia ung du, giờ anh bị em kiểm soát rồi. Sáng hôm sau, trên đường trở về phòng mình, Gu Yang cứ ôm mặt cười, mặc ba ba đang phát cáu. bác sĩ gì mà ăn nói vớ vẩn, đúng là vớ vẩn. Tự ngủ ở phòng mình đi đấy, phải có sự cho phép từ nhà thằng nhãi kia trước đã, không thì ba mày không cho nó bước chân vào nhà đâu, biết chưa hả, nghe tới đây Gu Yang đi lại ôm ba từ phía sau. Ba ơi, ba của con ngầu ghê, con xin lỗi vì đã nói những câu không hay, ba biết là con yêu ba nhiều lắm mà đúng không ạ thạnh quá hóa giận ba guiang gạt tay guiang ra mà quát thằng nhóc này ba mày chưa đồng ý đâu rồi bước đi một mạch du yang ở kế bên cảm thán ôi guiang nhà mình à trông giống như là em sắp kết hôn trước cả anh trai rồi trong khi em trai tôi đã nghĩ đến chuyện cưới xin thì anh trai nó vẫn còn đang cô đơn không thể nhìn ông anh mình diễn trò nữa guiang nói cô đơn á à? gì thế bậc thầy nhiệt huyết yun du yang, em biết hết luôn đấy nhé Mấy ngày này mà nhìn thấy anh ở nhà còn khó hơn lên trời ý. Ngài Du Yang ạ, à, thôi em đi đây, cha Ki Ung Du đang đợi em. Vừa nói vừa chuồn đi bỏ mặc Du Yang đang ở đây xấu hổ. Ai dạy thế không biết, tinh mắt ghê. Chuyển cảnh về nhà cha mẹ Ki Ung Du, Ki Ung Du đang ngồi uống trà và nói. Có có người muốn lấy rồi, cuối tuần ba mẹ có rảnh không? Bên ngoài ba mẹ Ki Ung Du bình tĩnh thế thôi nhưng bên trong như tổ ong vỡ tổ. Ừm, cuối tuần này hả? Được thôi. Chuyển cảnh đến cuối tuần, Ki Du đưa Gu về. Gu Yang lo lắng bắt lấy tay Kiung Ju bộc bạch: "Em cảm thấy tim em sắp vọt ra ngoài rồi, em muốn uống thuốc chống đột quỵ ạ." À. Kiung Ju liền ôm em trấn an: "Không sao đâu, em đừng lo, ba mẹ anh không đòi hỏi gì đâu, chắc chắn họ sẽ thích em mà. Em ăn mặc như này được không? Ba mẹ anh sẽ thích chứ. Em đã mất 4 tiếng chỉ để chọn quần áo đấy." Kiung Ju xoa đầu em nói: "Gu Yang không lúc nào là em không xinh đẹp cả, sẽ ổn thôi mà, chắc là cha Kiung Ju cũng cảm thấy thế lúc đến nhà em nhỉ?" Cha Kyung Ju, em xin lỗi, cảm ơn anh nha, em đừng nói thế, mỗi lần đến nhà em anh đều vui mà, vì đó là nơi Gu sinh ra và lớn lên nên anh vui lắm. Nghe vậy bé con ngước mắt lên ngưỡng mộ, quao cha Kyung Ju tuyệt vời ghê, bên trong ngôi nhà, ba mẹ Kyung Ju hồi hộp không thôi, vào rồi kìa. Vào rồi, đợi đã, tôi chưa chuẩn bị xong, làm như là chưa biết chuyện gì nhé, tôi biết rồi đừng lo, tinh khí Kyung Ju thì biết rồi nhỉ. Tôi biết, tôi biết, mở cửa bước vào. Gu Yang lấp ló chào hỏi, con chào bác ạ, à. mẹ Ki Ung Du quay qua hối thúc. Minh A, à, nhanh lên, rồi quay lại mỉm cười với Gu Yang, chào con, mời vào, rất vui được gặp bác ạ. À. Bỗng nhiên từ trong nhà, ba Ki Ung Du chạy ra nắm lấy tay Gu Yang nói, ôi con trai, con đến rồi đấy à, con chào bác. Con là Yung Gu Yang, ừ, ừ, để ta xem nào, trông hơi khác ảnh ha, bên ngài trông tốt hơn nhiều. Sao ạ, à? thấy chồng mình lỡ lời mẹ Ki Ung Du vỗ lưng ông cái bốp, à rất vui được gặp con. Vâng, con cũng thế ạ. À. Ba, mẹ, nào đừng đứng đây nói nữa. Vào đi con, cảm ơn con đã đến nhé. Chắc là phải khó khăn lắm thì con mới đến được đây nhỉ. Để lại Kiung Du thầm nghĩ, họ thật là, nói nhiều ghê, lại còn kiểm tra lý lịch em ấy nữa. Ba mẹ Kiung Du vừa rót trà vừa nói, không ngờ được luôn nhỉ. Trông nó chả giống như đang hẹn hò gì cả. Cứ lần nào nhắc đến kết hôn thì nó lại cáu. Thật sự ba còn định từ bỏ rồi cơ. Ba, sau ba lại nói mấy chuyện đó, mặc kệ Ki Ung du ba anh vẫn tiếp tục. Ai mà biết thằng Bay lại mang được một đứa nhỏ xinh xắn như này về, nghe vậy Gu Yang hí hửng nói, "Con nghĩ thế có nghĩa là con với ba mẹ phải gặp mặt đấy ạ, người ta gọi là duyên phận." Nói xong bé nó cầm ly trà uống một hơi, "Ai ra? uống giỏi ghê, con uống nữa không?" "Vâng ạ." "Cái này ngon ghê, vì biết bé Gu Yang đến nên ai kia đã đặc biệt vận chuyển hàng không đến đấy." Nghe vậy Gu mỉm cười, "Con cảm ơn bà ạ khi nào đi thì mang một ít về nhé mẹ Ki-ung du ngồi nhìn guiang uống trà mà cảm thán sao mà làm gì cũng đáng yêu ấy nhỉ nhà họ cha rất khó tìm được người đáng yêu thế này lắm mà sao con tự nhiên lại nghĩ đến chuyện kết hôn vậy con thích gì ở cái ông chú cùng công việc cộc cằn này thế thằng nhóc này còn nhiều thiếu sót lắm con quan tâm nó nhiều hơn nhé guiang nghe vậy em bé nhà ta mừng rỡ nhìn hai người hỏi vậy mẹ cho phép con ạ à? gì mà cho phép chứ tất nhiên là đồng ý rồi thế ba cho con cha kia ung du rồi ạ, à. ui trời, con chỉ muốn con trai ba thôi à, ba cho con cái gì trả được, xe, nhà, cổ phần, đất, con muốn gì cũng được hết, con trai, thế ba cho con nhà nhà, được, được chứ, ba sẽ tặng nhà tân hôn cho hai đứa, nhưng phải đi xem đất trước cái đã, mình ơi, hay là gọi cho chú căng đi, ừm được đó, con cảm ơn ba mẹ, ta nói cái nhà này, ai cũng mê gu yang quá rồi, gu yang hí hửng nháy mắt với kia ung du, cha kia ung du em có nhà tân hôn luôn rồi nè em giỏi chưa chuyển cảnh đến giờ ăn tối mẹ có chuẩn bị ít đồ ăn nhưng không biết con thích gì khẩu vị của guiang như thế nào không biết con có thích không mọi người đừng có đứng xung quanh bàn ăn nữa mau ngồi xuống đi guiang nhà ta liền ngồi xuống mà thưởng thức hộp khẩu vị của con không vâng ngon lắm ạ à. may quá con không bị ngén vâng gì con cũng nói con ăn nhiều hơn trước vậy sao lại còn thế nữa à con ăn được là tốt rồi bỗng ba Kiung Ju thấy gì đó sai sai liền khựng lại. Ba Kiung Ju bị vợ mình liếc cảnh cáo. Tôi đã bảo là phải giả vờ không biết gì rồi mà. Tại thằng bé ăn ngon trông xinh quá thế là ba Kiung Ju lắp bắp như như đã nói. Ba nghe chuyện của hai đứa rồi. Chúc mừng con nhé, Gu-i-ang. Chúc mừng con trai. Tới đây thì Gu-i-ang e thẹn giơ tay. Chuyện này, con không giỏi gỡ xương cá. Con dùng tay được không ạ? À? ra được chứ. Con muốn dùng găng tay không? Hay ba làm cho con nhé không đợi ba mẹ cướp công của mình. Thế là Ki Ung Du nhà ta liền gắp một miếng cá đã gỡ xương để vào bát của em. Chắc này là cá ở Jeju ạ. À. Ngon quá, em thích à? Thế mình lấy một ít nhé. Vâng, em muốn ăn nữa ngon quá. Anh để ở đây nhé em cứ từ từ ăn thôi. Thấy cảnh con trai mình tận tụy như vậy, mẹ Ki Ung Du liền ôm mặt xúc động. Ôi con trai tôi đây à, Ki Ung Du nhà mình đã lớn như vậy rồi à. Chuyển cảnh vào phòng của cha Ki Ung Du, phòng của anh đây ạ. Guiang à, Gu vừa ăn xong đã nằm là không tốt đâu. Gu Yang nằm người người trên giường của Kyung Ju rồi thất vọng nói, chỉ có mùi nước giặt thôi à, mình đã mong là sẽ có mùi pheromone đậm đặc của anh chồng mình mà, anh chồng thật của em ở đây mà. Sao em lại tìm mùi pheromone của anh ấy hả? Ôi trời đất ơi, nguy hiểm, nguy hiểm gì cơ, đang ở nhà của cha Kyung Ju đấy, nếu cứ như vậy thì ba mẹ sẽ nghe thấy mất. Thế là hai người liền trao đổi thân mật, thì bỗng có một tiếng dưới tầng lầu vang lên, cha Kyung Ju, Nghe bảo em mang ai xinh xắn về nhà à, thế là đành phải dừng lại công việc giang dở mà ra mở cửa. Để lại Gu Yang trên giường tiếc nuối mà nhắm mắt nghĩ ngơi, nghe thấy tiếng lục đục, vừa mở mắt ra thì thấy có hai cục bông đang nhìn mình. Ôi cái gì thế này, dạ con là Tê Yang ạ. À. Con cũng là Tê Yang, này sao em lại là Tê Yang được, à vậy em là Đan, hai đứa đang ở đâu đấy, Tê Yang. Đan à, không được, con trai, mẹ đã bảo là không được vào phòng chú rồi cơ mà, với cả. Chưa nhắc nhở mấy đứa nhỏ hết câu thì chị Kiung Du nhìn thấy Gu Yang, trời đất ơi, chào người đẹp, vừa nói vừa trở thân thiện rồi quay qua đánh Kiung Du một cái chát, cái tên trộm này. Hả cái gì cơ, Kiung Du ngơ ngác không phục, vừa trẻ vừa đẹp như này thì em đúng là trộm còn gì, này, sao chị lại nói như thế trước mặt lũ trẻ hả? Chuyển cảnh, ở nhà ba Gu Yang. thế thì khi nào tổ chức đám cưới đây, con muốn làm bây giờ luôn, cái thằng nhóc bầy, giờ lại nói linh tinh cái gì nữa. Dù sao thì con cũng không muốn Gu Yang làm quá sức, nên con muốn để sau khi em ấy sinh xong hồi sức. Rồi từ từ làm đám cưới sau, nhưng em thật sự muốn làm đám cưới với anh nhanh nhất có thể mà. Cái nghi thức không quan trọng đâu, ôi trời ơi, con tôi. Không nghĩ là phải gã nó đi sớm như vậy, nghe thấy thế, Gu Yang bên đây rơm rớm nước mắt nhìn qua, ba ơi, Kiung Du nói tiếp. Với cả cho đến khi Gu Yang sinh em bé rồi, thì em ấy cần nghỉ ngơi giữ sức, nên con nghĩ em ấy nên ở đây, nghe thế Gu Yang liền kích động, Hả, tại sao, em không muốn. Không thể được, ba cũng cho phép bọn mình rồi mà. Sao anh lại nói thế? Ki Ung Du nắm tay Gu Yang, nhưng em phải cẩn thận, nên là ở đây với ba em với gì sẽ tốt hơn. Nhưng không phải em với anh sẽ lấy nhau à, thế mình phải ở với nhau chứ. Nhưng anh không thể ở cạnh em 24 phần 24 tiếng được, thế nên em ở với gia đình thì sẽ, không để Ki Ung Du nói xong. Gu Yang hùng hổ nói tiếp, Ki Ung Du với cha cha cũng là gia đình của em mà, anh rất lo, nếu em ở nhà một mình mà xảy ra chuyện gì thì làm sao, vậy thì mình đi bệnh viện thôi. Anh nghĩ em là học sinh tiểu học à, em cũng biết tự mình phải làm gì mà. Nó không đơn giản như vậy đâu, chúng mình mới cưới cách nhau, ra riêng như thế mà hợp lý mà. Người thứ ba cũng không nghe thêm được nữa, ba gui ăn quát lớn, nay đủ rồi đấy, ôn chết đi được. Với tình trạng hiện tại của con tôi thì dọn về nhà tân hôn mà ở. Hoặc nếu con rể quyết định ở đây rồi thì cũng được, cả hai người ôm nhau, rụt xe nói lại ba, không được. Bọn con có nhà mà ba của Kyung Du bảo là cho bọn con, bọn con sẽ sống ở đấy, nhưng mà nhà vẫn mới bắt đầu thiết kế, nên là vẫn chưa vào ở được. Vậy nên là từ giờ đến lúc ấy con sẽ ở khách sạn với cha Kyung Du, chỗ đấy cũng không phù hợp với người mang thai đâu, thấy mình không được nể nang, ba Gu Yang quát lớn, cả hai đứa bay ồn ào quá. Muốn đánh nhau thì về phòng mà đánh, chuyển cảnh, cả hai đang thân mật trong phòng của Gu Yang thì bị anh trai lên tiếng hỏi, Gu Yang, Gu Yang à, em ở trong phòng hả? Anh nghe nói em được gia đình Kiung Du cho phép rồi à với cả ba cũng cho phép cậu ấy rồi. Ôi trời em trai nhà mình sắp cưới rồi ư. Vậy nghĩa là anh sẽ ít thấy Gu Ang ở nhà hơn hả? Em có muốn ăn đêm với anh trai không nè? Đoán xem anh trai mua gì này. Vừa đặt tay lên nắm cửa thì bị giọng nói Gu Ang phát ra. Đừng, đừng, anh đừng có vào. Em sẽ ra ngay bây giờ. 10 phút nữa, 10 phút nữa em sẽ có mặt ở phòng khách. Anh yên tâm, bên đây, anh trai giật mình. Vậy thế có cần anh giúp gì thì báo nha. Ok em không cần anh giúp gì đâu. Sau khi trả lại không khí yên tĩnh cho hai người. Cả hai liền thở phù nhẹ nhõm. Ở phòng khách. Anh trai đang ngồi đợi Gu yang xuống ăn khuya. Thấy U yang đang lấp ló thì anh hỏi. Sao em lâu thế? Đồ ăn nguội hết cả rồi. Không có gì ạ. À? Anh có mua đồ nướng em thích đấy. Qua ăn cho nóng. Với lại ăn cho cháu anh ăn nữa. Nói tới đây thì Kyung Du cũng ló ra. Ủa sao cậu cũng ở đây? Dạ chào anh. Thấy không khí ngượng ngùng. Gu yang lên tiếng nói. Tối nay ki du ju ở đây với em. Đến đây, cùng ăn đi anh cha Ki-ung-ju. Anh ngồi đây này, cảm giác có gì đó khuất mắt. Du-yang liền liếc Ki-ung-ju một cái thầm nghĩ. Cả hai đứa cũng ở trong phòng ra à. Trên bàn ăn Gu-yang thì đang ăn ngon lành, mà không biết Ki-ung-ju như đang ngồi trên đống lửa. Sao thế? Cậu không thích lòng nướng à? Không, tôi thích mà. Gu-yang bên đây thì vô tư mà gói đồ nướng cho Ki-ung-ju. Bây giờ cha Ki-ung-ju phải giữ gìn sức khỏe mới được với tư cách là trụ cột gia đình anh phải có trách nhiệm đó. Nhà có hai cái miệng ăn, đúng không? Thế nên anh phải ăn uống đầy đủ vào. Ki Ung Du vừa ăn vừa toát mồ hôi. À cảm ơn em. Ở phía đối diện, Du Yang thấy em trai mình chăm sóc cho Ki Ung Du, liền ghen tị mà ngồi liếc nhìn Ki Ung Du mà nghĩ, Gu Yang ngây thơ nhà mình lại đi thả thính tên này, lại còn cưới chạy bầu lại, lại còn không cho mình vào phòng. Cái thằng bé này đang ngồi suy nghĩ mãi mê thì bị Gu Yang bắt chuyện. Chuyện của anh ổn chứ ạ? À? Hả gì cơ? Em bảo là em biết hết mà, thì chuyện của anh với anh chủ văn phòng thám tử đó, hai người em thấy hết rồi nha. Gu à, em anh tinh mắt quá, cơ mà sao em lại biết thế, thế anh nghĩ sao em biết cha Ki Ung Du về Hàn rồi. Là nhờ anh chủ văn phòng thám tử đó, Jinny ấy hả, sao lại thế? Khi nào vậy, Gu bắt đầu kể chuyện, là lần trước lúc ba nhốt em ấy, anh ấy đã đến gặp anh, xong em đã bảo với anh ấy là anh đang ở khách sạn. Thế nên anh chủ, đã nói cho em biết là Kiung Ju đã về Hàn rồi Rồi anh ấy cũng giúp em trốn ra nữa Nhưng sau đó em mới nhận ra là anh ấy là điệp viên hai mang Anh ấy đã bắt cóc em ở Mỹ Do nghe lệnh của ba đó Nhưng mà dù sao Anh chủ cũng là người giúp em trốn thoát Cuối cùng thì công lý cũng chiến thắng Tới đây anh trai Gu Yang ngồi tương tư suy nghĩ À, anh cũng biết rồi Jinny đã nói cho anh biết là em đã tới đó Đột nhiên Gu Yang hỏi thẳng Hai người không phải có quan hệ như vậy sao ạ Để xem đã cũng chưa có chuyện gì xảy ra, anh cũng không biết nữa. Nghe vậy Gu Yang liền khích lệ, anh ơi cố gắng lên, em làm được, anh cũng sẽ làm được. Quá xúc động liền xoa đầu, ôm lấy em trai, đúng là em trai của anh. Anh trai chỉ có mình em thôi, Gu Yang là nhất, anh ơi, thế thì, anh cho em quà cưới là chiếc black các nhé, ừm ừm, em trai anh muốn gì cũng được hết, đúng là anh của em mà. Tuyệt vời luôn, quá ngầu rồi, rồi bỗng có một bàn tay lặng lẽ kéo Gu Yang về bỏ mặc Gu yang ngồi bơ vơ nghĩ gu yang của tôi thật sự sắp kết hôn rồi chuyển cảnh đến một thời gian sau Ki-ung du đang bước vào thưa gửi hai người ngủ ngon chứ ạ à? ba với gì đương nhiên rồi cậu Kiung du đến rồi à chắc sáng nào cũng vất vả lắm ha cũng không hẳn ạ. À. hôm qua gu yang bảo muốn ăn cái này cho nên nên con đem tới ạ à. ai ra lúc nào cũng mua đồ đến thế này gu yang chắc vẫn đang ngủ đó không sao ạ à. cháu lên nhìn mặt em ấy chút rồi đi ạ à vừa đi lên lầu vừa nhớ lại lời của bác sĩ trong thời kỳ thai sản, hóc môn của thai phụ sẽ có chút không ổn định. Nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng quá nhiều, ngoại trừ việc em bé sẽ nhỏ hơn so với số tháng của những em bé bình thường, việc này thì cũng không có vấn đề gì lớn. Hiện giờ tình trạng của cậu ấy vẫn ổn định, tiếp theo là cứ chăm sóc thật tốt, tránh những căng thẳng, lúc này cậu ấy cần được giúp đỡ rất nhiều và nghe theo lời dặn của bác sĩ. Ki Ung Du thật sự chiều gui ăn đến tận trời luôn, chuyển cảnh đến lúc Ki Ung Du vừa đi làm về và cả hai đang ngồi tâm sự, ở nhà cả ngày em chán quá trong thời gian này em có thể đi gặp bạn bè mà em đâu có nhiều bạn đâu mà em cũng không kết bạn nhiều sao thế em có tiền có gia đình có vẻ bề ngoài em có cuộc sống tốt không cần biết người ta nhìn mình thế nào mà cũng vì em là ghen lặn em bực mình vì mấy tên ngốc cứ bơ em thế nên em nghĩ là em không cần người bạn nào cả thực tế thì bây giờ em cũng không cần họ chỉ cần có anh bên cạnh em là em thấy đủ rồi nhưng em không muốn cha cha nhà mình cũng thế bạn bè, gia đình và bạn bè, em muốn cho cha cha hết, em muốn cho cha cha tất cả mọi thứ, cho bé hết để bé có tất cả mọi thứ, em sẽ không để bất kỳ ai xem thường con mình. Ừ, anh cũng sẽ không để ai xem thường cha cha nhà mình, với cả anh sẽ làm bất cứ điều gì, Gu Yang và cha cha của anh sẽ hạnh phúc ngày ngày. Em không cần lo lắng gì cả, nên em ngủ ngon nhé. Đúng rồi. Gu Yang phải ngủ ngon như thế này mới được. Chuyển cảnh, đến công ty của Kiungju. Gu Yang đang vô tư bước vào liền bị bảo vệ chặn lại. Chào cậu, cậu đến có việc gì ạ? Tôi đến gặp phó chủ tịch Cha Ki Du, cậu có hẹn trước không? À không, vậy thì cậu không thể gặp được đâu. Không được, tôi muốn làm cho anh ấy bất ngờ mà. Anh cho tôi vào một chút không được à? Tôi cũng không phải người xấu đâu. Tôi là người sắp kết hôn với Cha Ki Ung Du đó. Bên đây bảo vệ cũng không vừa mà nói lại. À vâng tôi cũng sắp kết hôn với Taylor Swift đây ạ. À. anh đừng có nói linh tinh. Một lúc sau, khi phó chủ tịch nhà ta bước xuống thì thấy Gui đang ngồi ngủ gà ngủ gật bên chỗ đợi. Quy xuống hỏi em, sao em lại ngủ ở đây, em đến thì phải gọi cho anh chứ, he he ngạc nhiên chưa. Ừ em thành công rồi, anh bất ngờ lắm đấy, cơ mà. Em buồn ngủ quá, nói rồi choàng tay ôm Ki Ung Du, thế là Ki Ung Du nhất bổng Gui lên đi lên văn phòng, ở đây anh bảo vệ lúc nãy sốc tận trời. Thư ký Bi đi lại an ủi, hơi điên đúng không, nhưng mà không sao đâu, anh đừng có lo thư ký BU đặt tay chấn tĩnh anh bảo vệ. Chuyển cảnh tới thời kỳ ốm nghén của Guiang, ôi trời lại nữa à, con có ổn không, có muốn gì vô dỗ lưng cho con không, Ki Ung Du vừa đi làm về liền chạy tới. Có chuyện gì thế ạ, à? thấy Ki Ung Du vừa về, dì Sun Ki Ung lo lắng nói cậu về rồi à, hôm nay Guiang lại nôn nữa nhưng toàn là nước uống thôi, cho nên không nôn được gì hết. Hôm nay em ấy cũng không ăn à, vâng, trước đó vẫn ăn được, nhưng mà kỳ thai ngán chắc đến muộn rồi, cho nên Gu Ang cũng sút cân luôn, để con vào xem em ấy như thế nào. Ki Ung Du bước vào vỗ lưng Gu Ang mà nói, cha cha sao thế, cứ như vậy thì mẹ con vất vả lắm đấy. Gu Ang không phục mà ngước mặt lên nhìn Ki Ung Du hỏi. Anh đã ăn gì thế, thì lúc trưa anh đã ăn giam bông cùng với em đấy, sao mà kỳ vậy, em cũng ăn giam bông mà. Nói chưa dứt câu thì Gu Ang lại ôm bồn cầu mà nôn tiếp. Bên đây, Ki Ung Du giật mình mà nói, anh xin lỗi, anh sẽ không bao giờ ăn giam bông nữa thôi nào đừng có nói về đồ ăn nữa, hu hu chuyển cảnh, lúc này Gu Yang đang ở trong phòng. Ki Ung Du ở bên ngoài đi qua đi lại lo lắng, thấy Du Yang ra Ki Ung Du liền hỏi, em ấy thấy khỏe hơn chưa ạ? Ừ ăn ít cháo loãng rồi, em ấy không nôn nữa đúng không? Hiện tại thì chưa nôn. Cơ mà tự nhiên thằng bé không muốn gặp cậu, sao lại vậy ta? Cậu cũng không được bước vào phòng luôn hả? Tôi cũng không biết nữa, em ấy đột nhiên bảo không muốn tôi lại gần. Tôi cũng đi tắm và thay đồ cho không bị dính mùi thức ăn nữa rồi. Thấy vậy Du Yang chấn an Ki Du, có lẽ mấy ngày này tâm trạng của thằng bé thất thường, cậu đừng mất tinh thần quá. Mấy bữa nữa sẽ ổn thôi, ở trong phòng tắm anh, anh Du Yang bước vào, anh ơi em mệt quá, chết mất thôi, Gu Yang của anh vất vả rồi, anh cũng lo sắp chết rồi đây. Đột nhiên Gu Yang hỏi, anh đi gặp anh chủ phòng thám tử chưa ạ? À? Ủa sao thế, anh có mùi của anh ấy, vậy hả, anh xin lỗi nhé, em có khó chịu không? Không sao đâu, không giống với mùi của anh ấy, em thấy thoải mái mà. Thế thì tốt rồi, chuyển cảnh đến công ty Ki-ung-ju, thư ký Biun thấy anh chuẩn bị đi liền hỏi, anh có định đến nhà Gui Ang không? Mà anh bảo cả tuần này không gặp cậu ấy rồi mà, thật ra cũng khó gặp vì em ấy đang ốm ngén mà, thấy bảo người đang mang thai sẽ nhạy cảm và dễ xúc động lắm. Bên đây thư ký Biun cũng gật gù mà nói, "À, đúng rồi, tôi cũng nghe nói thế, họ thậm chí còn không muốn gặp chồng mình, cũng sẽ gặp khó khăn khi ngồi xuống, và nếu anh ngủ bên cạnh, vợ anh có thể bao cổ anh đến chết." Thư ký Biun cứ nói mà không biết bên đây có một người đang làm vẻ mặt nghiêm trọng. Vậy thì tôi nên làm gì? Cậu nói cho tôi biết được không? Thư ký bin cũng chỉ có thể cổ vũ. Phó chủ tịch ơi, anh cố lên nhé. Ừ cảm ơn cậu. Chuyển cảnh về đến nhà. Ki-ung Du đều đi lên lầu hỏi. Dì Sun Ki-ung Hôm nay em ấy có khóc không ạ? À? Dì không nói gì mà ngượng cười. Cảm ơn dì. Để con vào xem em ấy ngủ một chút. Nhìn thấy em ấy ngủ là con vui rồi. Thế là Ki-ung Du gión rén bước vào phòng. Gu y nằm ở giường mà nói nhỏ anh à, em đói, nhưng mà em sợ ăn lắm. Anh ơi, em thấy lạ lắm. Bụng thì to mà tay chân em thì bé, em xấu quá. Cả ngày em cứ khóc với bực mình, nếu cha Kyung Ju không thích em nữa thì sao? Đã xấu mà thái độ còn tệ nữa, em chỉ biết khóc thôi, em cũng chỉ có mỗi tiền. Mà, nhưng mà khó chịu thật, anh thì cũng có đầy tiền. Nhưng mà, em vẫn là mẹ của con anh ấy, chắc anh ấy sẽ không ghét mình đâu nhỉ. Dù gì thì, em vẫn muốn được yêu mà. Anh ơi, em muốn gặp anh Kyung Ju. Huhu, không chịu được, Ki-ung-ju kéo lại ôm Gu-yang vào lòng, cảm nhận được Ki-ung-ju ở đây, Gu-yang kéo chân lên liền bị Ki-ung-ju chậm rãi kéo ra. Ki-ung-ju bắt đầu hôn khắp nơi trên cơ thể Gu-yang, anh yêu em Gu-yang, ngay cả khi hôn em như thế này, thì anh vẫn muốn hôn em nữa, ngay cả khi nhìn em như thế này. Anh vẫn muốn nhìn thêm nữa, mỗi ngón tay, mỗi sợi tóc của em, từng hơi thở, anh đều muốn chạm vào và có được, khi anh thích em như vậy, khi rất rất thích em như vậy. Sao anh có thể ghét em được chứ? Em đẹp như thế này, thì sao anh ghét em được chứ? Nghe được những lời an ủi như vậy, Gu Yang liền mếu máu. Em, em không ngờ có em bé. Lại thành ra như thế này, thay đổi nhiều quá, em sợ lắm. Khi ung ôm chầm em rồi nói, anh cũng sợ lắm, nhưng vì chúng ta vẫn ở cùng nhau, có Gu Yang bên cạnh là anh cảm thấy ổn rồi. Em không thấy như vậy à, khi em sợ hãi, em không có thấy an tâm khi ở cạnh anh à, anh yêu em Gu Yang à, cảm ơn em, em. Em cũng yêu anh lắm. Cha Ki-ung sáng hôm sau, Ji Sun ki -ung đi vào gọi gui thì phát hiện ra hai vợ chồng đang ôm nhau ngủ, đành kép cửa lại đi ra, cứ để hai đứa ngủ thêm vậy. Chuyển cảnh khi cả hai đang hẹn hò, Ki-ung đang xếp hàng mua kem cho gui của cháu đây, cháu xin ạ, à. gui vừa cầm kem vừa nói. Cơ địa cha cha chắc sẽ nóng giống cha Ki-ung nhỉ, của cậu đây, à tôi không ăn đâu, gui vừa nhai kem vừa nói, anh cầm đi, chảy bây giờ, em sẽ ăn sau. Dạ con cảm ơn cô, con sẽ ăn thật ngon ạ. À. Thế là mỗi người một cây kem, cùng nắm tay nhau đi dạo phố. Ki-ung-ju nắm tay gu -ang hỏi, có ngon không? Em không mệt chứ. Em vẫn ổn mà. Bác sĩ bảo đi dạo tí cũng tốt. Nếu em mệt thì cha Ki-ung-ju bế em nhé. Dĩ nhiên rồi, lúc nào em mệt thì nói với anh nhé. À, nhà tân hôn của mình sắp xong rồi đấy. Ba bảo muốn hoàn thành trước khi cha cha ra đời cũng tốn nhiều chi phí cho nhân công đấy. gu -ang vui vẻ nói, không hổ là ba của mình. Hào phóng ghê hóng quá nhà tân hôn của bọn mình đang đi thì Ki ung bị một đứa bé đụng phải liền bắt lấy và hỏi này này bé không sao chứ không bị đau ở đâu chứ dạ không sao ạ à. từ xa mẹ của em bé chạy đến mẹ đã nói là đừng chạy rồi mà tôi xin lỗi với lại cảm ơn cậu nhé à không có gì đâu yêu nay từ giờ khi chạy nhớ phải nhìn phía trước đấy nhé vâng ạ à. ung du tạm biệt bé yêu nay nói với guiang khi nào cha cha nhà mình mới lớn và chạy được như thế nhỉ Bên đây Gu Yang mặt mài đang lại nhìn phía trước. Khi Ung Du nhìn theo thì phát hiện cây kem đã bị rơi xuống đất. Gu Yang tức giận, nhai kem mà nói, em không thích trẻ con, suốt ngày gây chuyện, không nghe lời. Chẳng biết có cái gì trong đầu bọn nhóc nữa. Khi Ung Du toát mồ hôi hỏi lại, nếu em không thích trẻ con, thế thì cha cha thì sao đây, cha cha thì khác chứ, con sẽ ngoan và nghe lời giống em. Mà con sẽ giống cha Ki Ung Du nên sẽ thông minh và xinh đẹp, đúng chưa? Đúng rồi, Gu Yang nói gì cũng đúng. Nói xong Gu Yang bỗng trở nên mít ướt, "Em ăn hết rồi, chẳng còn gì cả." Ki ung Ju liền hốt hoảng nói, "Thế anh đi mua, em ngồi đây nhé, đợi anh tí, đừng đi đâu nhé." Một lúc sau, khi Ki ung Ju đang mang kem về, tới gần chỗ em thì thấy em đang đứng ôm bụng, "Kiung Ju à, bụng em..." Chưa nói hết câu thì Gu Yang ngã xuống, chuyển cảnh ở bệnh viện. Chủ tịch yun đang như muốn lật đổ cái bệnh viện, "Gu Yang và, Gu Yang của ba, có ba ở đây, con tôi có chuyện gì?" đập cửa bước vào thì thấy ki hung du đang ngồi gọt táo cho Guiang thấy thế ba Guiang còn nói đau cậu nói thằng bé đau ở đâu có chuyện gì xảy ra ba ba đừng lo ạ à. May là không có vấn đề gì lớn gì không có vấn đề gì sao lại đến bệnh viện tại tại cha cha có chút không ổn nên Guiang cần ở đây một lúc ạ à. cái gì cháu tôi làm sao ba ơi không đau nữa rồi ạ à. rồi Guiang nhìn gì nói con muốn ăn cháo đậu đỏ ừm ừm để gì nấu rồi mai mang đi nhé Gu Yang còn muốn ăn gì nữa không? Con muốn ăn kem ốc quế, con mới ăn được một cái. Nghe vậy ba Gu Yang liền phát cáu, cậu đưa con tôi đi ăn kem đấy à? Sáng hôm sau, Gu Yang đang bắt đầu đi bộ vận động thì ba Gu Yang đi theo mà nhắc nhở lo lắng, ổn đấy chứ, không mệt à? Con có, nhưng bác sĩ bảo nên đi dạo chút, người ta bảo như thế thì mới tốt cho em bé, cẩn, cẩn thận đấy con trai. Con ổn mà, ba đừng có lo, ba u ố ăn thạnh quá hết lên, ba không lo. Nhỡ bay đang đi thì ngã, rồi lại khóc lóc đổ lỗi cho ba thì sao? Như vậy xấu hổ lắm, con không đổ lỗi cho ba đâu, con sẽ đổ lỗi cho kỳ ung dù. Mà ba, ba đặt tên cho cha cha nhé, không phải ba vẫn giành đặt tên với ba chồng con à? Không. Thằng bứ là con cháu nhà họ Iun, chúng ta không phải nên đi theo truyền thống gia đình à? Nói vậy thôi chứ ba Gu Yang thích lắm, bị Gu Yang gài một cái là ra tên ngay. Thế từ tiếp theo là gì ạ? À? Thì là U trong Ưu Tú, U không phải là tên con à? Cái thằng này của con là Yang. À, ra là vậy. Bên kia bảo, họ không đặt được cho hai đứa cháu con của chị ki ung -ju, nên lần này họ nhất định sẽ tranh đấy. Mà đúng rồi, ai bảo để bọn họ đặt tên vậy. Chuyện này quan trọng lắm hả ba? Quan trọng chứ, thằng bé mang trong mình dòng máu nhà họ Yun, Họ phải theo họ của tổ tiên chứ, nên nếu bay còn lương tâm thì nhớ phải tranh cho tao. Nói chưa dứt câu thì Gu-yang đã chạy lại chỗ ki ung Du Cha ki ung du anh yêu, anh làm việc vất vả rồi, em nhớ anh anh có mua gà viên sốt cay không? Ừm. anh để trong phòng rồi, em đang đi tập thể dục à, thấy ba Guiang đang đứng đó, Ki Ung Du liền cuối đầu chào. À ba, con chào ba, bên góc nhìn của ba Guiang, chủ tịch Yun liền nhìn Guiang mà nghĩ cái quan hệ này, nuôi con đúng là tốn công vô ích. Chuyển cảnh tối đến trong phòng bệnh của Guiang, Gu, Yang. Gu Yang thấy anh đang ngủ gật bên ghế liền kêu anh, Ki Ung Du nghe tiếng liền bật dậy hỏi, sao thế Gu Yang? Có chuyện gì à? Em đau ở đâu hả? Hay em khát? em không ngủ được à, muốn anh giúp em ngủ không? Vâng em không ngủ được, anh ngủ với em đi, như vậy thì em khó chịu đấy, anh ôm em ngủ đi, thấy thế Ki ung du vẫn cương chiều mà làm theo. Được rồi, nếu không thoải mái thì bảo anh nhé, lúc nằm ôm Gu trong lòng, Ki ung du nhớ lại những gì bác sĩ bảo mà suy nghĩ, tình trạng thể chất của người mẹ sẽ ngày càng tệ. 9 tháng đối với cậu ấy là hơi quá sức, mặc dù 8 tháng thì em bé sẽ hơi nhỏ, nhưng có lẽ sẽ vẫn ổn nếu đặt bé trong lòng ấp từ 2 đến 3 tuần. Tuy vậy người mẹ phải chịu đựng rất nhiều, nên chúng tôi sẽ lên lịch phẫu thuật vào tuần tới, xoa đầu Guiang rồi ôm chặt Guiang vào lòng rồi nói, Guiang, anh có thể làm gì đây? Xin lỗi em, anh chẳng thể làm được gì cả. Chuyển cảnh ở buổi sáng bệnh viện thư ký Biun đang soạn việc cho Ki Ung Ju, phần còn lại như thế này cậu xử lý nốt nhé. Để được chấp thuận thì, vâng, tôi sẽ thu thập nhiều nhất có thể và đến sau ạ. Anh đừng lo, Ki Ung Ju ái ngại nhìn thư ký Biun mà nói, ừm um, xin lỗi nhé, làm phiền cậu rồi. Tôi nghĩ là tôi có thể quay lại sau ca phẫu thuật vào tuần sau, nhanh như vậy sao? Cả cậu Guiang và em bé đều khỏe. Anh cũng đừng lo lắng về chuyện công ty, tôi vẫn có thể xử lý tốt. Anh cũng đừng lo lắng về chuyện công ty, tôi sẽ liên lạc sau khi anh kết thúc kỳ nghỉ. Cảm ơn cậu, thư ký Biun, đúng như mong đợi, tôi đã chọn được một người tốt như cậu. Tôi cũng có mắt nhìn đó chứ. Anh đang khen tôi đấy à? À vâng, cảm ơn anh. Tôi quay lại văn phòng bây giờ đây, phó chủ tịch cố gắng nhé rồi đột nhiên Ki Ung Du thấy bác sĩ chạy vụt vào phòng bệnh của Guiang. ang Ki Ung Du cũng hoảng hốt mà chạy đến, thì phát hiện Guiang đang ngã dưới đất mà ngất xỉu. Ki Ung Du đang hoang mang thì bị tiếng gọi của bác sĩ kéo anh về thực tại. Cậu cha Ki Du, túi nước ối của cậu ấy bị vỡ sớm hơn dự kiến. Chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng phẫu thuật ngay bây giờ. Thế Guiang sẽ ổn chứ ạ? À? Bác sĩ bỗng im lặng. Ki Ung Du liền mất bình tĩnh nắm tay bác sĩ nói: Bác sĩ, tôi đã nói rằng sẽ bảo vệ cả hai, nên làm ơn giúp tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, anh đừng lo quá. Bên đây Gu Yang đã tỉnh dậy gọi Ki Ung Du đến, anh đến gần đây đi, chuyển cảnh. Ki Ung Du đang đứng trước phòng phẫu thuật của Gu Yang, hai bên gia đình đều đang ôm mặt lo lắng. Ki Ung Du nhìn lại bản tên Gu Yang mà bất giác mỉm cười, quay lại lúc nãy, sau khi kêu Ki Ung Du lại gần, Gu Yang nói, cha Ki Ung Du, anh hứa với em chuyện này được không, nếu bác sĩ bắt anh chọn giữa em và bé con, nếu họ bắt anh chọn một trong hai, Ki Ung Du mất bình tĩnh là lớn yun guiang không có chuyện đó xảy ra đâu guiang anh sẽ làm tất cả không để kyung du nói hết câu bé guiang nhà ta ủy khuất nói tiếp anh phải chọn em đấy em xin lỗi nhưng mà chúng ta có thể có em bé lại mà nhưng em nếu em chết thì xong rồi lúc đó ở bên cạnh cha kyung du sẽ có người đàn ông phụ nữ khác em không thể tưởng tượng được tình cảnh đấy em sẽ sống thật lâu với cha kyung du em biết em nói như vậy có chút kỳ lạ cha kyung du anh nói là sẽ không sao nên sẽ ổn giống như Cha Ki Ung Ju nói mà, đúng không? Nghe đến đây Ki Ung Ju nhìn Gu Yang mà mỉm cười. Ừm, anh hứa, anh chắc chắn sẽ chọn Yun Gu Yang, anh yêu em nhất trên đời. Nghe vậy Gu Yang liền yên tâm mà nhìn anh mỉm cười. Em cũng thế, em cũng yêu anh nhất trên đời, Cha Ki Ung Ju, gặp anh sau nhé. Quay lại thực tại, đứng trước phòng mổ mà nghĩ, Yun Gu Yang, Gu Yang của anh, mình không lo lắng gì cả, bởi vì Yun Gu Yang rất can đảm. Em ấy sẽ ổn thôi và một chút nữa thôi chúng ta sẽ lại gặp nhau anh tin là vậy bởi vì đó không phải ai khác mà đó chính là yoon Yang. một lúc sau cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra bác sĩ tiếng lại gần kyung ju mà mỉm cười cả gia đình như chút bỏ được một nỗi lo chuyển cảnh kyung ju đang trên đường đi đến phòng sơ sinh thăm cha 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 mau khỏe hơn rồi ra đây nhé sau đó chúng ta sẽ về với mẹ con quay lại cảnh bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật bác sĩ vui vẻ thông báo con anh rất khỏe mạnh Thế còn Gui Ang, cậu ấy bị sốc trong quá trình phẫu thuật, em bé còn nhỏ nên là có lẽ phải nằm trong lồng ấp một thời gian. Còn đâu cũng không có gì bất thường, nhưng may thay là sức chịu đựng của người mẹ rất tốt. Nghe tới đây Ba Gui Ang mới thở phù nhẹ nhõm, con tôi giỏi quá. Gui Ang nhà mình giỏi nhất mà. Bác sĩ nói tiếp, cậu ấy cũng vất vả rồi, có lẽ sẽ mất một thời gian. Cậu ấy mới tỉnh lại, chúng ta cùng đợi cậu ấy thôi. Hiện tại trong phòng nghỉ ngơi của Gui Ang, anh trai đang ngồi cạnh nhìn Gui Uung lo lắng. Ki-ung du bước vào hỏi anh ở đây ạ bác sĩ nói gì thế kết quả kiểm tra cho thấy em ấy đang ổn định thế tại sao thằng bé vẫn chưa tỉnh dậy họ nói là cứ đợi thêm nữa nói tới đây cả hai điều trở nên trầm xuống du yang chấn tĩnh lại bản thân rồi nói được rồi chắc là Gu Y-ang sẽ sớm tỉnh thôi vậy thì cứ đợi thêm đi mà ba với dì vừa về nhà rồi ba tôi nghĩ ông ấy cần nghỉ ngơi tôi đợi cậu kyung du đến đấy giờ cậu đến rồi thì tôi đi đây tôi để Gu Y-ang cho cậu chăm nhé vâng anh lái xe cẩn thận, có gì thì tôi sẽ gọi cho ba. Vâng, cảm ơn cậu. Tối đến, ki ung Ju đang lau mình cho Ui Ang và nói, "Nay anh đi thăm cha cha đấy, tay cha cha nhà mình bé tí xíu luôn. Cả bàn tay của bé mới bằng ngón tay của anh thôi. Con đeo miếng che mắt nên bọn anh chưa chạm mắt nhau, bao giờ cha cha mở mắt thì mẹ bé phải ở trước mặt bé nhé." Nên em tỉnh dậy nhanh lên, Ui Ang à." Nói xong Kee ung Ju liền gục mặt xuống suy nghĩ, lúc đầu anh đã cư xử rất tệ với Ui Ang. Nếu đây là sự trừng phạt của anh thì em có thể dừng lại được rồi. Anh tin Gu Yang, bởi vì em đã nói sẽ gặp lại sau mà và Yun Gu Yang sẽ không nói dối đâu. Giọt nước mắt của anh vô thức rơi trên bàn tay của Gu Yang. Cảm nhận được Gu Yang đang tỉnh lại khi ung du liền bật dậy. a à, đau đầu quá. Nghe vậy khi ung du liền đứng lên nói lớn. Đau à, bác sĩ, để anh đi gọi bác sĩ. Liền bị Gu Yang bắt lấy cánh tay. Cha Kyung Du, điện thoại em đâu, em cần điện thoại làm gì. Vì cha Ki Ung Du khóc nên em muốn chụp ảnh lại. Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối nhé. Cha Ki Ung Du đẹp trai ghê. Ngay cả khi khóc ấy, cảm ơn em, đã khen anh đẹp trai khi anh khóc thế này. Gu Yang liền rạng rỡ nói, chào anh nha, cha Ki Ung Du. Ừm lâu rồi không gặp, Yun Gu Yang, sao em lại khóc thê? Em không biết, tại cha Ki Ung Du khóc nên em mới thế đấy. Chuyển cảnh. Hiện tại hai vợ chồng đang dìu nhau đi đến phòng gặp cha cha, con vừa ra khỏi lồng ấp hôm qua và cũng mở mắt rồi cũng nặng cân hơn rồi, em ổn chứ, hay anh mang xe lăn cho em nhé. Em ổn mà, bác sĩ bảo em cần đi bộ để hồi sức, em phải nhanh khỏe và xuất viện chứ. Tới được phòng của bé con, Gu Yang hỏi, kia là cha cha, ừm cha cha nhà mình đấy. Mẹ là Yun Gu Yang, mẹ con này, mẹ sinh ra con đó, cha cha nhà mình xinh xắn quá đi mất, đúng nhỉ, con mình rất xinh xắn đúng không, chụp hình. Em phải chụp hình, nãy em đã không chụp được cảnh cha Kyung du khóc rồi, giờ em phải chụp lại lần đầu gặp cha cha chứ, vừa nói vừa chụp hình lia lịa con tên gì ạ, anh đặt tên con là gì thế. Hai ba đã quyết định lấy mỗi từ của trong tên chúng ta để đặt, và họ đặt là Uzu, gia đình cha Ki-ung Du không phải từ Du ạ, tên đệm nhà anh là Kiung mà, cha Ki-ung Hi, cha Ki-ung Du. Vẫn chưa chính thức nên em có thể sửa nếu muốn, nghe rồi, Gu Yang lẩm bẩm, Uzu, cha Uzu, con biết em gọi luôn kìa, anh có thấy không Ki-ung Du. Chắc Uzu của chúng ta là thiên tài đó, vừa nói vừa bật ngửa, đúng, con mình thông minh quá, thế nên em đừng khóc nữa không lại mệt giờ, nước mắt em không ngừng được. Chết đi sống lại may mắn quá, vậy nên chắc là em sẽ sống thật tốt. Ki Ung Du xoa đầu an ủi, đúng, đúng em đã làm rất tốt rồi, Gu Yang đã làm rất tốt rồi, cảm ơn em. Sau đó cả hai trở về phòng bệnh, Ki Ung Du ôm Gu Yang nói, mai em có thể về nhà rồi, thật ạ, à, thế mình có đến nhà mình không anh? Ừm, chúng ta sẽ về nhà mình, nhà bên đó hoàn thành rồi, anh cũng đã chuẩn bị phòng cho Uzu, nhà gần nên mình cũng có thể đến thăm ba thường xuyên. Ôi chồng em tuyệt vời quá, thế là anh đã sắp xếp hết rồi nhỉ, bỗng có y tá bồng Uzu bước vào, bé đến rồi này. Trước khi xuất viện thì nên tập chăm con đi, nào, mẹ bé, bế bé, bé đi nào, cô y tá đưa Uzu cho Guiang, Guiang đứng hình. Chân tay lóng ngóng mà đẩy cho Kiung Du, em sợ em không làm được, anh làm đi cha Kiung Du, em nghĩ là do tay em vẫn chưa có sức, em không thể, nhớ làm rơi thì sao. Dù sao thì tay cha ung Ju cũng khỏe hơn, ngực anh cũng to hơn nữa, thế thì Gu Yang sẽ thấy thoải mái, ở bên đây bế U với vẻ mặt của kẻ từng trải mà cười khinh bỉ. Bé uống sữa pha mà, nên kích cỡ ngực không quan trọng đâu, cha Kiung Ju à, nhanh lên đi, và thế là cả ba đã có một bức ảnh gia đình trên Instagram. Chuyển cảnh, Gu Yang ở trong buổi họp lớp, ầy, từ khi tốt nghiệp bọn tôi chả nghe tin gì về cậu cả, giờ tự nhiên cậu gọi, có chuyện gì à, mà cũng chẳng thấy cậu tham gia buổi gặp mặt nào. Rồi họp lớp cũng không thấy đâu, ý tôi là tự nhiên nhận được cuộc gọi tụ tập cũng hơi lạ. Có chuyện gì à? Bỗng nhiên có một tên Alpha từ đâu tới tiếp cận Guiang nói, đúng là rất vinh hạnh. Thế nên sau này phải gặp mọi người thường xuyên hơn đấy nhé. Một không khí ngượng ngùng bao trùm khắp bàn ăn. Guiang quay qua người bạn hỏi, tôi có biết anh ta không nhỉ? Anh này cũng tốt nghiệp cùng chúng ta đấy. À, tôi biết rồi. Cũng hết bia luôn rồi. Này cậu đến đây chỉ đến uống thôi đấy à? Guiang cao ngạo mà trả lời. Tôi đã phải làm rất nhiều chuyện nên là đã kiêng uống một thời gian, không phải cậu đã đi du học à? Thế thì có chuyện gì? chuyện trẻ con không biết được đâu, cái chuyện này ly kỳ lắm. Tên Alpha cũng đưa tay vỗ vai Guiang. Đúng, đúng, vậy cứ uống đi nào, uống thỏa thích đi. Guiang né tránh hắn ta. À vâng, cảm ơn anh. Quả nhiên là đúng nhỉ? Trước đó tôi đã nghĩ thế rồi, nhưng giờ chắc tôi đã nghĩ đúng nhỉ? Guiang là Omega ha. Tôi nghĩ là mình có thể dùng pheromone để khẳng định tôi là Alpha đấy vừa nói hắn vừa tỏa pheromone thu hút guiang nhưng lại bị guiang ném cho một câu tỉnh mộng thật á thế thì sao nào thế thì liên quan gì đến tôi anh trai này tôi là omega thì sao mà anh là omega thì sao hả ý anh là sao anh muốn tôi cho anh mượn tiền à thạnh quá quát guiang này nếu tôi chỉ nói để như vậy thì cậu cũng nên cảm thấy biết ơn đi cậu muốn làm gì hả chẳng có gì anh đưa điện thoại của anh ra đây à cậu nên như thế ngay từ đầu mới phải cần nói gì thì anh gọi theo số này Ha, nói nãy giờ mới hiểu, đây là số tôi, lưu vào nhé." Định nha số cho Gu Yang thì đầu bên kia lại nhấc máy, "Cái gì? Ai thế? Đây không phải là số của cậu à?" Bỗng bên đây có người gọi, "Là cậu gọi tôi à?" "Ai thế?" Quay qua thấy Ki Ung Ju đang đi vào, Gu Yang liền bật chế độ em bé mà bật dậy, "Cha Ki Ung Ju, anh tránh ra một chút đi, là alpha của tôi đấy." Ki Ung Ju vừa ôm Gu Yang vừa hỏi, "Sao em uống nhiều thế này? Anh bảo em đi kết bạn mà, sao lại ngồi uống một mình rồi?" ôm ki ung du mà làm nũng, em không thể kết bạn đâu. Em dối như tơ vò ấy, em không uống được nữa đâu, về nhà thôi, ôi trời, u nhà mình đây mà, con đến đón mẹ đấy à, thơm mẹ cái này. Thôi nào, đừng đánh thức con, mẹ bé không ở nhà nên bé đã khóc cả tối rồi mà cũng chẳng ngủ được tí nào, nhắc nhở em xong liền quay qua hỏi tên kia, cậu Giang sejun. Làm sao mà anh biết tên tôi, Gu -yang say quá rồi nên đã phiền cậu gọi cho tôi, cảm ơn nhé, hôm nay Gu -yang uống hơi nhiều. Bọn tôi đi trước nhé, bỏ mặc cho tên An Pha ngồi ngây ngốc Ki-ung Du liền nói tiếp. Tôi đã gửi tiền rồi, nên mọi người cứ ăn uống thỏa thích. Thế nhé, bế gui rời đi làm cho cả hội được một dịp xôn xao. Uầy, đỉnh thế, là cha Ki-ung Du. Là cha Ki-ung Du của tập đoàn Seo San đúng không? Chuyện gì? Đã có chuyện gì với hai người họ vậy nhỉ? Phó chủ tịch cha Ki-ung Du nói rằng ấy đã kết hôn, vậy người đó là Yun gui à? Rốt cuộc nhà gui như nào nhỉ? Làm sao tôi biết được? chỉ nay mới biết cậu ấy là Omega thôi. Anh này, anh có biết gì không? Tên Alpha hiện giờ chỉ ngồi im bất động, không trả lời. Anh ốm à, mà anh làm ở Seosan đúng không nhỉ? Tôi mà gặp chuyện như này, tôi cũng run ấy chứ. Ổn thôi mà, anh à, không sao đâu, chuyển cảnh về tới nhà. Đặt hai mẹ con trên giường, Ki Ung Du nhìn họ bất giác mà mỉm cười. Đi vô rửa mặt chưa được bao lâu thì bị tiếng khóc của cha cha làm cho giật mình. Đi ra định dỗ cha cha thì Ki Ung Du đứng hình thấy Guiang nhà ta đang say xỉn ôm em Uju nào mẹ cho con ăn nè ăn nào ăn nào Du liền vội vàng chạy lại nhấc cha cha lên mà dỗ dành ừm ừm sao mẹ bé lại đánh thức bé thế này để ba cho bé Uju ăn nhé lại lần nữa nào bé Uju ngủ ngoan nhé thấy Du chỉ quan tâm mỗi cha cha Guiang ghen tị mà ngã ra ăn vạ cha Du thay đổi rồi anh chỉ chăm Uju thôi em này còn em thì sao em chỉ đứng sau thôi tình yêu nguội lạnh rồi này em làm Uzu khóc lại rồi này. Thế là hai mẹ con khóc ngon lành làm cho ông bố bỉm sữa bất lực nghĩ. Anh cũng muốn khóc đây này. Ngày mai, chắc mình phải gia hạn thêm ngày nghỉ thai sản thôi. Cứ như đánh trận vậy. Chuyển cảnh, buổi sáng khi Ung đang chuẩn bị đi làm quay qua hỏi Gu Yang. Em có chắc là một mình ổn không thế? Ổn mà anh đừng lo. Nếu có chuyện gì thì phải gọi ngay cho thư ký Biun đấy nhé. Em biết mà sẽ ổn thôi. Anh lo gì chứ? Em là mẹ của Uzu đấy. Đây xong rồi sao mà đẹp trai thế nhỉ? Anh đi làm nhé, đừng có la cà ở đâu đấy, xong rồi đấy, anh đi làm đi, làm xong thủ tục Guiang thắc mắc hỏi sao anh không đi, liền chỉ Guiang nhìn xuống. Thì thấy Uzu đang ôm chân ba ba, ôi trời, sao con lại ở đây, ba còn phải đi làm nữa, ba đi làm để kiếm nhiều tiền mua Lamborghini cho Uzu này, ba ba đi kiếm tiền đi nhé. Chuyển cảnh, trong cuộc họp thư ký Biun liền báo cáo việc gấp cho Kiung Du, anh liền bật dậy rời khỏi cuộc họp, chạy ngay đến phòng cấp cứu. Tìm kiếm Guiang. Bác sĩ bảo, vết rách nhỏ ở chán thôi, bị chảy chút máu nhưng không có vấn đề gì lớn, thế nên cũng không cần lo lắng quá, em bé an toàn và có thể xuất viện bây giờ luôn. Bên đây Guiang mếu máu kể lại, là do em bị ngã, em không nghĩ chuyện này sẽ xảy ra. Uzu, bác sĩ nói con ổn mà. Guiang đừng khóc nữa nhé, Uzu của em, nhớ con bị sẹo trên chán thì sao đây? Khi Du nhìn xuống Guiang, thấy chân em đều bị chảy xước cả, liền bế em lên mà nói anh xin lỗi, Gu Yang. không cần biết cuộc họp quan trọng thế nào, đáng lẽ anh không nên đến công ty, ổn thôi mà em đừng khóc. Không có gì phải sợ cả, con sẽ khỏe lại nhanh thôi mà, kết thúc một ngày mệt mỏi, cả ba liền ôm nhau ngủ, sáng hôm sau. Du Yang đang khẩn trương tìm Uju, Uju à, cha Uju, bác đến nè, bác đến rồi nè, Uju của bác, con vẫn khỏe chứ. Khi ung du từ trong bước ra hỏi Du Yang, anh đến rồi à, anh có chắc là sẽ không có vấn đề gì chứ, có phiền anh không, đừng lo. Trước tôi còn chăm Gu Yang lớn cơ mà. Đây, đến với bác nào, ba với gì ở nhà cũng mong cũng mong chờ gặp Uzu lắm đó. Uzu của bác. Bác đã dùng hết ngày nghỉ hàng năm để chơi với Uzu đó. Ây, Uzu trông phấn khích ghê. Sao mà giống U Yang hồi nhỏ thế không biết, yêu chết mất. Anh, em giao Uzu cho anh đó. Ừm đừng lo, con bye bye ba, mẹ đi nào, bye bye Uzu nha. Chuyển cảnh khi Du Yang đưa rời đi. Hai vợ chồng ngồi trong phòng khách mà trò chuyện, Uzu đi rồi. Thư ký Biun cũng cho nghĩ phép rồi, bây giờ chỉ còn chúng ta ở nhà thôi, mặc cho Guiang đang cố gắng tạo dựng không khí. Ki Ung Du ngồi lo lắng mà nói, anh hơi lo cho U -ju. đây là lần đầu tiên con xa chúng ta, con vẫn còn nhỏ mà không có ba mẹ thì, chưa kịp nói dứt câu, thì bị Guiang đánh cho một cái bốp. Em cũng lo cho U mà, nhưng mà, cha Ki Ung Du đang trong kỳ phát tình đấy, em không muốn anh trải qua một mình mà cứ phải dùng thuốc. Ki Ung Du nghe thế liền ôm chặt Guiang mà nói, thật là trước mặt Yoon Gu -yang, anh không nghĩ mình có thể chịu đựng được sao anh phải chịu đựng chứ em không có khả năng giúp anh à và thế là hai người cùng nhau trải qua kỳ phát tình của Ki Yong mấy ngày sau du Yang đưa Uju về lại nhà Ki du Ju Uju nhà chúng ta về rồi nè anh đến rồi à Uju đáng yêu nhà mình về rồi à vừa thấy Ki du Ju Uju liền òa khóc bên đây du Yang liền cảm thán oi trời xem Uju thay đổi tâm trạng kìa thằng bé vừa rồi còn cười nói với ông với gì Thế mà vừa gặp ba thì nó lại khóc như thế, giống y hệt mẹ nó, hồi trước thì Gu Yang hay xấu hổ khi ở với mọi người lắm, nhưng giờ Uju thì ngược lại. Tôi rất mừng vì ba với gì không thấy khổ cực gì khi chăm bé, mà Gu Yang đâu rồi? Nghe nhắc tới mình, Gu Yang đưa tay lên ra hiệu, "Uju à, cha Uju. Mẹ ở đây này, Mama nè, mẹ nhớ bé Uju lắm đấy, chúng ta không xa nhau nữa nha, Mama không thể sống thiếu Uju được đâu, nếu con không về nhà thì Mama chết mất." Du Yang thấy vậy đứng kế bên nói, chắc là lần đầu em tôi xa con, nên chắc nó nhớ bé nhiều lắm. Chuyển cảnh vào ngày cưới của Kyung Du và Gu Yang, Liam đang thắc mắc hỏi, sao tôi lại ở đây, để xem cái này. Thư ký Biun bên đây cũng không phục mà nói, anh nghỉ thai sản hơi lâu rồi đấy ạ. À? Cái này không phải là lộng quyền à, thấy thư ký Biun đứng một mình, Liam lại bắt chuyện, xin lỗi, là thư ký Biun nhỉ, rất hân hạnh được làm quen. Tôi là Liam, thấy vậy thư ký Biun cũng bắt tay làm quen liền nghĩ đây là Liam mà họ hay nhắc đến nhỉ ha chói mắt quá bên hội phụ huynh Ba Ki Ung Ju lấy kẹo mút dụ dỗ Uju được ông ngoại khích lệ mà Uju chộp lấy đúng rồi ra với ông nào không nghe ông nội nói Uju liền quay qua đưa kẹo cho ông ngoại cho ông à ôi trời Uju con phải ôm ông nội con chứ miệng nói thế thôi nhưng tâm ngoại phải nói là cực kỳ thỏa mãn rồi cả hội liền cười rôm rã chuyển cảnh du Yang đang nắm tay anh chủ văn phòng thám tử dắt vào liền bị đối phương cự tuyệt không được, sao ông chủ phòng thám tử lại đến dự hôn lễ của khách hàng thế này được? Du Yang liền an ủi nói, đừng lo. U Yang bảo ổn mà, với cả bố anh cũng cho phép rồi. Jinny hoảng hốt, gì cơ, không lo lắng cái gì, với cả ai cho phép cơ, đồ ngốc này. Anh đã nói cái gì thế hả? Này, dù sao thì, chúng ta cũng đâu có mối quan hệ sâu đậm gì đâu, tôi ở đây với tư cách gì chứ? Thấy anh trai đến Gu Yang liền đi ra chào đón, a, à, anh đến rồi à, ôi, cả anh chủ văn phòng thám tử cũng ở đây này. a, à, hay từ giờ em gọi anh là Jinny nhé. Ki-ung Ju thấy người lạ, thì hỏi gu yang, đây là ai thế? là anh Jinny đấy. Ừm, thì cũng là anh dâu nhỉ? nghe tới đây cả hai cùng xấu hổ quay qua. nào, Yun u yang. bên đây Ki-ung Ju ôm gu yang nói, anh dâu à, thì là người anh trai em thích mà, không phải sẽ là anh dâu sao? anh Jinny là mối tình đầu của anh em đấy. anh trai bịch miệng gu yang lại không kịp mà nói lớn, này sao em lại nói ra thế, thì tại không được có bí mật giữa vợ chồng mà. Gu Yang đang cười đắc ý thì nghe mọi người la lên, ôi trời, nhìn kìa, Uzu, thằng bé đang đi kìa, ôi trời Uzu nhà mình đang đi kìa, con mình giỏi quá, điện thoại đâu rồi, phải chụp lại mới được, đưa máy ảnh lại chụp lại. Cùng với những tấm ảnh cưới được tung ra, vậy là chúng ta đã đi đến hồi kết của bộ chuyện làm thế nào để theo đuổi một alpha. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share subscribe kênh để ủng hộ mình nha nhớ bật thông báo để chúng ta không bỏ lỡ nhau nhé một lần nữa cảm ơn các bạn rất nhiều